Chương 1258. Chủ ấn tặc. Không đợi Diệp Thần cản trở, trên lưng Diệp Tiểu Dực giải ra một đôi ma dực, hụt một tiếng bay lên không trung, quanh người ma khí ngưng hóa vô số đầu cự xả hướng huyết cầu, huyết cừu đánh tới. Ngươi là tiểu đồ đệ mà lão phế vật mới thu à? Huyết cừu khinh miệt liếc Tiểu Dực một cái. Không nghĩ tới hắn đối với người rất để bụng, rõ ràng là đem bí pháp bên trong 12 quyển ma kinh đều dạy cho ngươi. Đáng tiếc tu vị người quá yếu. Các người thầy trò tình thâm như thế, vậy hôm nay cũng chết à? Huyết cừu nhe răng cười lấy, hóa ra móng vuốt sắc bén hướng Tiểu Dực chộp tới. Diệp Thần thấy một màn như vậy nội tâm lo lắng. Sau phút này hắn không thể thúc dục nghị cấp tử quang ma tháp, một khi thúc dục rất có thể là ảnh hưởng tới tôn thiên lão giả trong huyết trì. Hơn nữa Tiểu Dực rất là có nguy cơ bị dính. Chính diện đối kháng không phải là đối thủ của huyết cừu, Tiểu Dực quá là vong động rồi. Tuy Tiểu Dực tu luyện ma công cường đại, nhưng dù sao chỉ là một cái thị thần cấp, căn bản không phải đối thủ của huyết cừu. Huyết cừu rất có thể là đem Tiểu Dực cắn nuốt. Diệp Thần tâm niệm nhanh chóng thay đổi, ánh mắt rơi vào thượng mãng cổ bi trôi lội ở bầu trời xa xa, đôi mắt hàn quang lóe lên, nhanh chóng hướng thượng mãng cổ bi nhào tới. Huyết cừu liếc qua Diệp Thần khinh thường cười lại một tiếng. Diệp Thần cho rằng khống chế thượng mãng cổ bì là có thể đối phó hắn sao? Đó là không có khả năng. Thượng mãng cổ bì là tồn tại kiên cố nhất thế gian, bất kỳ vật gì cũng không thể đem nó phá hư, cũng là không dễ dàng nhận chủ, trừ khi có người có thể tập hợp đầy đủ 7 bộ bìa mộ hồn phách. Huyết cừu ký túc ở bên trong huyết mãng cổ bì có thể vận dụng một phần lực lượng thượng mãng cổ bì. Diệp Thần khống chế thượng mãng cổ bì cũng vô dụng. Đợi ta cắn nuốt lão bất tử kia, còn có tiểu chút chết này lại đối phó ngươi. Huyết cừu hừ lạnh một tiếng, hư không một nhíp lắm lấy cổ Tiểu Dực. Diệp Thần tranh thủ thời gian hóa thành một đạo lưu quang lướt tới thượng mãng của bì, bành một tiếng đem thượng mãng của bì chộp trong tay. Huyết cừu y nguyên đối phó Tiểu Dực cùng thôn thiên lão giả, một cỗ lực lượng mà tính từ trên người Tiểu Dực cùng thôn thiên lão giả trôi qua hướng huyết cừu hội tụ mà ra. Hà, ta cảm thấy lực lượng vô cùng. Lão bất tử này, người đã không chịu đem 12 quyển ma kinh giao ra cho ta, ta đây liền là tự mình tới lấy. Huyết cừu lộ ra dáng tươi cười tàn khốc khát máu. Ta muốn nguyên một đám các người toàn bộ trở thành một bộ phận thân thể ta. Cái kia phải xem người có năng lực như thế hay không. Ánh mắt Diệp Thần sầm lãnh nhìn phía thượng mãng cổ bi trong tay. Thượng mãng cổ bi cái kia tai họa liền phá hủy nó. Diệp Thần tay phải kết động, ngừng hóa huyền khí phi đao. Huyền khí phi đao ánh sáng sáng chói, hào quang lưu chuyển hướng thượng mãng cổ bì kích bắn, bành một tiếng muộn hưởng. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện huyền khí phi đao kích ở trên thượng mãng cổ bì rõ ràng không đem thượng mãng cổ bì đánh xuyên. Đây là lần đầu Diệp Thần gặp được đồ vật huyền khí phi đao không cách nào oanh mở. Cái thượng mãng cổ bì này đến cùng là cái gì? Huyền khí phi đao dù sao cũng là ý niệm của phi đao trong đầu Diệp Thần biến thành, thực sự không phải là bản thể phi đao, cho nên đụng một ít sơ cấp bảo vật trong thiên địa không cách oanh mở. Bất quá huyền khí phi đao oanh kích trên tượng mãng của bi, tượng mãng của bi tràn ra một cái tia vết dạn. Tượng mãng của bi này so với phi đao trong đời Diệp Thần vẫn là kém một đoạn. Tượng mãng của bi kịch liệt run rẩy, nó tồn tại tuế nguyệt cực kỳ dài dòng buồn chán, có được linh tính nhất định, phát hiện mình có khả năng bị hủy, sợ hãi nhanh chóng tu liễm lấy năng lượng. Huyết cừu kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình không thể khống chế lưu hồi tượng mãng của bi. Huyết thủy ở trong huyết trì kia càng ngày càng ít, càng trở nên mỏng manh. Huyết cừu khó tin nhìn Diệp Thần. Hắn thử qua vô số loại phương pháp, dùng vô số bảo vật cũng không thể phá vỡ thượng mãng cổ bi. Ở hắn xem ra thượng mãng cổ bi căn bản là khả năng tồn tại không tổn hại. Đây cũng là vì cái gì mà hắn khi chết lại ký sinh trên thượng mãng cổ bi. Một khi hắn cùng thượng mãng cổ bi dung hợp, hắn chả khác nào có được một cái thân thể vô cùng cường hãn, chọn đời bất diệt. Huyết cừu một mực trong thượng mãng cổ bi kiên nhẫn cùng đợi, muốn tìm được một cái cố thân thể đầy đủ cường đại lại đi đoạt xá. Mà bây giờ thượng mãng của bi xem ra chí cường, rõ ràng bị huyền khí phi đao của Diệp Thần oanh vết dạn. Hắn cảm thấy thượng mãng của bi sợ hãi, nếu không tranh thủ thời gian tiêu diệt Diệp Thần, thượng mãng của bi trực tiếp bị oanh toái. Một khi thượng mãng của bi bị oanh toái, hồn phách huyết cừu mất đi chỗ ký sinh cũng không có cách nào thuyên chuyển lực lượng thượng mãng của bi, sẽ mặc người ta chém giết. Đáng giận, muốn hủy tấm cổ bia của ta, ta muốn ngươi chết. Huyết cừu kêu to, bất chấp tuần thiên áo giả cùng Tiểu Dực bỏ xuống bọn chúng, mang theo huyết chỉ mãnh liệt bành trướng hướng Diệp Thần phốc rơi. Trong thượng mãng cổ bi có được năng lực bảo hộ mình, huyền khí phi đao trong lúc nhất thời muốn phá nó vẫn là có độ khó nhất định, mà huyết chỉ kinh khủng kia nhanh chóng hàng lâm. Huyết cừu dữ tợn hướng Diệp Thần phốc rơi,
Một cỗ huyết tinh chi khí đậm đặc đập vào mắt, tựa như sóng to gió lớn muốn đem Diệp Thần nuốt hết. Tốc độ huyết cửu quá nhanh, Diệp Thần căn bản không kịp đào thoát. Cái huyết thủy mãnh liệt kia một khi nhiễm lên đem thân thể Diệp Thần chưa để hòa tan. Diệp Thần ca ca coi chừng, Tiểu Dực cấp giọng kêu. Nhập xúc chớ càn rỡ, Tuần Thiên lão giả hồ lấy hóa thân cự ma hướng huyết cửu nghèo đầu phía trước. Thế nhưng mà lực lượng ma tính quán bị cắn nuốt hơn phân nửa, đang đứng ở trong suy yếu đã là không kịp. Huyết chỉ mãnh liệt, huyết thì đây chơi bao phủ ma xuống. Diệp Thần bất quá là thị thân cửu trọng căn bản không phải đối thủ của trung vị tinh chủ cấp huyết cửu. Trong nháy mắt này, đầu Diệp Thần hiện lên vô số ý niệm. Giờ phút này hắn tuy chỉ có thị thân cửu trọng, lại có thiên hoàng thánh thể, đó là một những thân thể cường đại nhất thế gian. Nếu như không cần mấy ít bí pháp đặc thù, căn bản không cách nào đem thiên hoàng thánh thể oanh diệt. Ngược lại để thiên hoàng thánh thể càng đánh càng cường, không biết huyết chỉ có thể đem thiên hoàng thánh thể hỏa tan hay không. Những huyết chỉ mãnh liệt đập vào mặt, lòng Diệp Thần gào to liều mạng. Diệp Thần tay phải kết động, thiên tinh ấn chủ ấn từ từ bay ra. Chương 1259, thị thần thập trọng phần 1. Chủ ấn thường thường không có gì lạ, giống như một cái thạch đầu bình thường điêu khắc thành con dấu. Diệp Thần mạnh mà đem chủ ấn huyết cửu ném tới, chủ ấn lập tức bị huyết chỉ nuốt tới. Nhưng ngay sau đó Diệp Thần cũng bị huyết chỉ nuốt vào. Vừa vào huyết chỉ, Diệp Thần cảm giác thân thể chuyển đến trận đau nhức như là kịch liệt. Nhưng dù sao hắn có thiên hoàng thánh thể tạm thời chịu được. Thần hồn quán tập trung vị trí chủ ấn, thần hồn ngưng tụ thành một nhúm, hung hăng hướng chủ ấn cấm chế đâm xuống. Lúc này thần hồn Diệp Thần oanh xuống chuốn gấm chế, sói lần trước cường đại hơn mấy trăm lần. Nổ đi, Diệp Thần gào thét. Ông một tiếng, âm thanh chói tai nhanh chóng truyền bá ra, chỉ trong nháy mắt thế giới phảng phất đều an tĩnh. Diệp Thần, huyết cừu, Thôn Thiên lão giả, Tiểu Dực rất xa xa thị thần lo lắng đang xem cuộc chiến kia lỗ tai tất cả mất tiếng. Thời gian phảng phất thời khắc này dừng lại, bọn hắn nghe được không được bất cứ âm thanh bất luận kẻ nào nói chuyện. Trước mắt giống như là cách một cái tầng hơi mỏng khán bất trần thiết. Sau một lát yên tĩnh, oành, một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền tới. Dùng thiên tinh ấn chủ ấn làm trung tâm, một cú lực trùng kích kinh khủng quét ngang ra. Đấy hết thảy tới quá nhanh, Diệp Thần ở huyết trì căn bản không có biện pháp thoát đi, chỉ cảm thấy cú lực lượng cuồng bá mạnh mẽ đột nhiên oanh kích vào lồng ngực của mình. Diệp Thần oà một tiếng, chảy máu tươi như điên, cả người bị nhấc lên giống như đạn pháo, người bay ngược mà ra, thoát đi huyết trì, toàn thân huyết dục mơ hồ, hiện đầy vết thương đáng sợ. Tiểu Dực cùng Thôn Thiên lão giả rời đi xa hơn một chút, bị có lực lượng trùng kích mạnh mẽ nhấc lên lộn ra ngoài, tuy thụy thụ chút thương, bất quá may mắn tính mạng không lo ngại. Thảm nhất là huyết cừu, thiên tinh ấn chủ ấn là trong huyết trì bộc phát, cố lực lượng cuồng hoàng này toàn bộ oanh kích huyết trì, lập tức cho huyết trì lập tức vỡ chia năm xẻ bảy, máu tươi đỏ thẫm tất cả tan rã không trung. Hồn phách huyết cừu giống như là một mảng giấy vụn bị cố lực lượng kia trùng kích bay ra ngoài, nhận lấy bị thương chí mạng, tất cả hồn phách hư ảo cũng là ảm đạm xuống, trở nên rách tung tóe như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời nhạt nhòa. A! Huyết cừu hoảng sợ thống khổ xé lấy, tuy hồn phách ảm đạm nhưng bởi vì ký sinh ở trong thượng mãng của bi kiên cố nhất thời là không có tiêu vong. Diệp Thần cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này đây thì tiếng ấn chủ ấn thực sự quá thân cận, hơn nữa căn bản không có né tránh, dù hắn có được thiên hoàng thánh thể, xương cốt trên người bị trùng kích đứt gãy vài gốc. Diệp Thần cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, tuy thời sẽ là hôn mê nhưng hắn cường lại chống một cái ý thức, nỗ lực dùng thân hồn dò xét. Nếu như huyết cừu bất tử, hắn đã bất tỉnh. Thiên nguyên tinh tất nhiên lâm vào một mảng hỗn loạn, Diệp Thần phảng phất thấy được cảnh tượng thiên nguyên tinh bị huyết trì bao phủ. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nhưng mà sự tình để cho Diệp Thần tưởng tượng không được xảy ra. Huyết cừu rõ ràng nằm trên mặt đất hấp hối, hồn phách như hư ảnh, lại dùng tốc độ cực nhanh hồi phục như cũ. Miệng vết thương trên người huyết cừu vốn trước sau so nấy, tốc độ mắt thường cũng là chữa trị. Hư ảnh một lần nữa trở nên ngưng thực, tiếp tục như vậy không qua bao lâu hắn là khôi phục chiến lực. Nội tâm Diệp Thần kinh hãi, bỗng nhìn thượng mãng cổ bi kia, thượng mãng cổ bi hào quang lập lòe giống như vài phần linh tính, nhất định là thượng mãng cổ bi làm cho quỷ. Toàn thân thượng mãng cổ bi phát ra u quang, nó cảm nhận được huyền khí phi đao của Diệp Thần uy hiếp, nó muốn thông qua huyết cừu thoát khỏi nguy cơ. Huyết cừu nhận được lực lượng thượng mãng cổ bi ủng hộ, thần thế cho người khôi phục nhanh chóng, liều lĩnh phá lên cười. Cái thạch đầu này cũng không có gì hơn cái này, muốn diệt ta còn rất sớm, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, giết sạch tất cả mọi người. Chỉ thấy lúc này tiếng cuồng tiếng huyết cừu im bặt mà dừng, cấm chế thiên tinh ấn chủ ấn bị thần hồn Diệp Thần xuyên thấu cơ động,
đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực cực lớn, Hồn Hách Huyết Cừu không tự chủ bị cỗ lực lượng này xé rách. Đây là chuyện gì? Bên trong là cái gì? Huyết Cừu sợ hãi kêu to, hắn cảm giác cỗ lực lượng này căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Cỗ lực lượng này càng là không ngừng lôi kéo hắn, muốn thuần phệ hắn vào. Chuyện gì xảy ra? Mặt Huyết Cừu tràn đầy sợ hãi. Bên trong tiền tiếng ấn chủ ấn chuyển đến một cái tiếng trầm hống xa xưa, thanh âm này tựa như viễn cổ cự thú gạo thét. Một cỗ uy áp giống như là bài sơn đảo hải lan tràn, để cho mọi người kinh hồn tán đảm không thôi. Thương mãng của bi vốn là ô quang bắn về tứ phía, vừa nghe thanh âm trầm hống lập tức thu liễm hào quang trên người, xoẹt một tiếng rơi trên đất không nhúc nhích. Tiếng hô kinh thiên động địa, khí tức khủng bố để người ta không rét mà run. Là cái gì? Huyết Cừu vô cùng hoảng sợ, hút hắn không ngừng bị hút trong thiên tinh ấn chú ấn, mặc cho hắn giấy rựa cũng là tốn công vô ích. Hắn cảm nhận được có đồ vật gì đó cực kỳ khủng bố cắn xé hồn phách hắn. Không muốn giết ta! Huyết Cừu thê lương kêu thảm thiết quanh quẩn bầu trời, một át sao hồn phách chui vào chủ ấn biến mất không thấy. Thanh âm xa xưa trầm hấm cũng biến mất vô tung. Sau một lát, thiên địa một lần nữa yên tĩnh xuống dưới, thiên tinh ấn chủ ấn biến về bộ dáng bình thường, không có gì lạ từ trên bầu trời rơi xuống. Giờ phút này bất kể tiểu dực, thuần thiền não giả bị thương hay nhóm thị thần xa xa kia, toàn bộ nhịn không được ra đầu run lên. Ngay cả Diệp Thần cũng là hãi hùng kiếp vía không thôi. Trong tiên đính tinh ấn chủ ấn đến cùng là giấu cái gì? Còn mẹ nó, cái quái vật kia rõ ràng là đem Huyết Cừu luốt luôn rồi, quả là hung hãn. Giờ phút này sư gia trên bầu trời xa xa không khỏi run rẩy hai cái. Vừa rồi thời điểm Diệp Thần cùng Huyết Cừu đối chiến, hắn muốn tìm cơ hội tham chiến, thế nhưng mà không đợi được hắn hành động, Diệp Thần đã là thúc giục thiên tinh ấn chủ ấn. Chứng kiến Huyết Cừu bị thiên tinh ấn chủ ấn thôn phệ, lúc này Diệp Thần mới là yên lòng, ý thức dần dần mơ hồ. Sau lưng cái đạo tử hỏa lưng hắn giữa không trung, mơ mơ màng màng, Diệp Thần phảng phất có một giấc mộng. Trong mộng hắn lờ mờ thấy được một cái thân ảnh vô cùng cự đại, sau đó có vài bức tranh chiến, khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là giết chóc, vô số cự thú trong tinh không chém giết cái thân ảnh kia trên chiến trường đánh đầu thắng đó. Chương 1260, thị thần thập trọng phần 2. Khi Diệp Thần muốn xem rõ thân ảnh kia, cái thân ảnh kia lại mơ hồ biến mất không thấy. Thiên tinh ấn chủ ấn bị mở ra, vật kia bên trong chủ ấn trên bầu trời lưu lại một cái tia ý niệm, làm cho Diệp Thần nằm mộng cổ quá như vậy. Diệp Thần bỗng nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn qua thân thể mình, trên người y nguyên che kín miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ. Thân hoàng thánh thể cùng thân thể bình thường khác biệt là, coi như bị phá hư, chỉ cần không phải bị bí pháp dung luyện đều có thể nhanh chóng khôi phục. Tuy Diệp Thần cảm giác mình tựa hồ hôn mê thời gian rất dài, kỳ thật chẳng qua là cái chớp mắt. Huyết Cừu đã chết, Diệp Thần tâm thần trầm tĩnh, cảm giác thân thể mình đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Rốp rốp, cơ bắp tự rung rung, cốt cách đứt gãy lần nữa nối liền, vô tận huyền khí bắt đầu khởi động, cốt cách rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa so với trước kia càng chắc chắn. Miệng vết thương trên người có chút run run, miệng vết thương nhanh chóng khép lại ra bóng loáng như mới, giống như là hài nhi mới sinh. Vụt vụt, trên người Diệp Thần không ngừng bộc phát ra một cỗ, lại là một cỗ khí tức cường đại. Muốn lên cấp, xa xa sư gia nhìn qua Diệp Thần, tốc độ tu vị Diệp Thần tăng lên làm hắn kinh ngạc vạn phần. Không hổ là người áo xám lão giả kia gắng sức bồi dưỡng, tiến độ tu luyện quả nhiên không phải người thường có thể tưởng tượng. Nghĩ đến áo xám lão giả kia thực lực cường đại, lòng sư gia không khỏi run. Đó là siêu cấp cường giả, ngay cả tinh chủ cũng phải nhìn lên. Đối với cấp bậc cường giả này mà nói, tùy tiện triển điểm tu luyện công pháp cho người bình thường, dù là thiên phú kém cỏi, trong 10 năm tu luyện tới thị thần chỉ sợ không khó. Diệp Thần tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, hẳn là một trong những chí cường công pháp nào đó. Hắn ngắm nhìn Diệp Thần, không biết về sau Diệp Thần đạt đến độ cao gì có thể trở thành tồn tại như áo xám lão giả không. Cả người Diệp Thần đều là kinh nghiệm lĩ, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể không ngừng đúc lại, không ngừng tăng cường, khí tức thiên hoàng thánh thể lan tràn ra. Cửu tinh bên trong mỗi một tế bào đều là không ngừng vận chuyển. Thời không đạo văn chi lực ở giữa vũ trụ giống như là triều dâng, dũng mãnh tiến vào thể nội Diệp Thần. Cả người giống như là muốn bị chướng nổ. Những cái thời không đạo văn chi lực tiến vào thể nội Diệp Thần tất cả biến mất không thấy, không biết che giấu địa phương nào. Sau khi trở thành thị thần, theo đẳng cấp tăng, Diệp Thần cảm giác mình cùng thời không đạo văn chi lực giữa vũ trụ
liên hệ càng ngày càng thân mật. Mơ hồ phảng phất thấy gì, thế nhưng mà cái loại cảm giác này là phi thường mơ hồ, giống như đứng trên cánh cửa, lại như cũ không cách nào đi tới trước một bước bước ra. Rầm rập, bên trong mỗi một tế bào thân Diệp Thần đều là ẩn chứa trận trận sấm sét chi âm kìm chói. Thiên hoàng thánh thể của Diệp Thần trải qua trọng thương lúc lạnh đây lại so với trước càng cường đại hơn vài phần, cường độ thân thể tăng đến mấy lần. Diệp Thần có chút minh bạch, nguyên này thiên hoàng thánh thể chính là muốn bên trong không ngừng tu luyện trở nên càng ngày càng mạnh, không ngừng trọng thương là không ngừng trọng cấu. Chỉ cần thừa một cái thiên hồn phách, thiên hoàng thánh thể có thể từ 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 trong trọng thương khôi phục trở nên càng cường đại. Rốt cuộc thân thể Diệp Thần hoàn toàn khôi phục, tu bị một bước bước vào thị thần thập trọng cảnh. Diệp Thần nhúc nhích tứ chi, thân thể từng cái đốt ngón tay chuyển đến một cái hồi đùng đùng, thành ở bên trong một cái động tác tựa hồ là ẩn chứa thời không đạo văn chi lực. Diệp Thần bay vút xuống, đem thiên tinh ấn chủ ấn nhặt lên một lần nữa cất kỹ. Tuy đối với đồ vật bên trong thiên tinh ấn chủ ấn mang theo mãnh liệt kính sợ chi tâm, nhưng Diệp Thần tuyệt đối là không muốn đem thiên tinh ấn chủ ấn vứt bỏ. Cái chủ ấn này ở lúc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không nhỏ, mà cho tới giờ Diệp Thần vẫn là không dám mạo hiểm mở thiên tinh ấn chủ ấn. Bên trong chủ ấn không biết phong ấn gì, chỉ là cái kia tràn ra năng lượng liền đủ cho Diệp Thần chịu không được. Nếu mở ra thiên tinh ấn chủ ấn hoặc tiến vào, nói không chừng là thịt nát xương tan. Cỗ lực lượng kia không phải là Diệp Thần hiện tại có thể chống. Nghĩ đến huyết cừu bị nuốt, Diệp Thần lòng còn sợ hãi. Sau khi huyết cừu bị nuốt vào, ngay cả một điểm tiếng vang cũng không có. Đồ vật bên trong chủ ấn thực sự quá mức hung tàn. Huyết cừu này luôn nghĩ đến cắn nuốt sạch người một đám sinh linh để cho mình trở nên cường đại, cuối cùng bị đồ vật bên trong chủ ấn cắn nuốt. Không biết cái này có tính hay không là một loại báo ứng. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lực lượng cường hoành bành trướng cho cơ thể, nở một nụ cười. Rốt cuộc thị thần thập trọng rồi. Thị thần thập trọng Diệp Thần thế nào là sẽ quên. Đến thị thần thập trọng, hắn có thể mở ra một cái bộ phận bảo tàng hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần nhìn thường mãn cổ bi nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vừa rồi thiếu chút nữa bị tấm cổ bia này hại chết. May mắn thiên tinh ấn chủ ấn cuối cùng phát huy để cho tấm cổ bia này ngoan ngoãn thu hồi lực lượng. Trên thương mãn cổ bi ghi chép lấy ma công, muốn bắt nó giao cho thôn thiên lão giả cùng tiểu sực hay không. Thôn thiên tiền bối, khối thương mãn cổ bi này là vật quy nguyên chủ cho ngươi đi. Diệp Thần nhìn thôn thiên lão giả nói, chuẩn bị đem thương mãn cổ bi vứt cho thôn thiên lão giả. Chỉ thấy lúc này thôn thiên lão giả lắc đầu nhìn Diệp Thần ý vị thâm trường nói, ta đã từ trên thượng mãn cổ bi lĩnh ngộ 12 quyển ma kinh, cho nên nó đối với ta là không có tác dụng lớn. Khối thượng mãn cổ bi này người vẫn hào hào thu lấy, đối người nói không chừng có tác dụng. Lời của thôn thiên lão giả tựa như có một cái tia ý hàm xúc khác. Diệp Thần nghĩ nhạy cập đầu, đem thượng mãn cổ bi thu vào. Diệp Thần sớm lên đầu tiểu dực nói, tiểu dực về sau nhất định phải đi theo thôn thiên lão tiền bối hào hào tu luyện. Ân ân, tiểu dực trùng trùng điêu điệp khất đầu. Tâm linh tiểu dực con nhỏ cũng minh bạch một đạo, nhỏ yếu bị đánh, vũ trụ là tàn khốc, thiên nguyên thành bị hủy đến rối tinh rối mù. Diệp Thần để cho một đám thị thần đối thiên nguyên thành tiến hành chữa trị, mình là đi chạy tới hạ địa Quỳnh Lâu. Không biết lúc này từ trong hạ địa Quỳnh Lâu lấy ra bảo tàng gì. Trên đường bay vút, thần hồn Diệp Thần từ trong thương mãn cổ bi đảo qua, phát hiện che giấu trong góc thương mãn cổ bi có một cái không gian thần bí. Xem ra trước kia huyết cừu đã giấu kín chỗ này. Trước kia thời điểm thần hồn Diệp Thần điều tra cũng không phát hiện ra trong thương mãn cổ bi có chỗ như vậy. Chương 1261, Van xin ngày phần 1. Nguồn có thể là huyết cừu làm một ít tay chân, sau khi để huyết cừu chết thần bí không gian này mới hiện lộ. Diệp Thần hướng bên trong nhìn qua, bên trong trống rỗng lưu lại một cái nhẫn. Đúng là thời điểm Diệp Thần ở ngục ma giới, chiếc nhẫn bảo thạch không thấu hiểu mất tích kia. Diệp Thần tay phải khẽ động, đem chiếc nhẫn bảo thạch màu lam thu vào. Chiếc nhẫn bảo thạch màu lam này cuối cùng vẫn là rơi trong tay hắn. Diệp Thần đem cái giới chỉ này mở ra không gian
bảo thạch giới chỉ, bên trong mấy ngàn kiện ma khí, còn có vô số ma dược, tài liệu chân quý, tất cả đều vào tầm mắt. Đây là huyết cừu chân tàng tương đương với tài phú toàn bộ U Hồn Tinh. Thiên Nguyên Tinh tích lũy không ít tài phú, nhưng trước kia là bị Vân Ẩn Tinh chủ vơ vét rất nhiều, tăng thêm mua sắm thị thần tiêu hết. Toàn bộ tài phú Thiên Nguyên Tinh cơ bản là không còn. Nhưng mà đem cái vật trong giới chỉ toàn bộ bán đi đổi lại tài phú lập tức có thể cho Thiên Nguyên Tinh giàu đến chảy mỡ. Đây vẫn chỉ là tiêu tiền mà thôi. Chính thức tài phú hắn hẳn là những cái chiến giáp trong hạ địa quỳnh lao binh khí, còn có trứng của vực thú. Diệp Thần thả người lao tấn nhập hạ địa quỳnh lâu. Sau một lát, Diệp Thần xuất hiện ở tầng 7 hạ địa quỳnh lâu, đứng ở hư không hướng thực xa nhìn, chỉ thấy áo sáo nát giả lặng lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn là thất thải ánh sáng chói mắt. Phảng phất cảm giác Diệp Thần tới, áo sáo nát giả bình tĩnh nhìn qua Diệp Thần, thanh âm xa xưa nói: người đã đến. Tiền bối, ta đã đến thị thần thập trọng. Lòng Diệp Thần có một loại kích động kìm nén không được. Suốt cuộc thể mở bảo tàng tầng 8 hạ địa quỳnh lâu, không biết thị thần thập trọng tiến vào hạ địa quỳnh lâu có thể lấy được bao nhiêu thứ. Chỉ cần là tùy tiện lấy một ít, đoán chừng là giá trị liên thành. Chính người vào thôi. Áo sáo lão giả gật đầu. Ta nên cầm cái nào? Diệp Thần hỏi. Lòng hắn sóng chiều động, chẳng lẽ áo sám lão giả không cùng một lúc đi vào sao? Nếu có thể cầm được đều là của ngươi, lấy không được cái kia chứng minh thực lực ngươi chưa đủ, vật kia tạm thời không quy ngươi sở hữu. Áo sáo nát giả lạnh nhạt nói, giống như là kể một cái chuyện bình thường. Dù sao hạ địa quỳnh lâu tầng 8 cùng tầng 9, ngươi tùy thời có thể ra vào. Nghe áo sáo nát giả nói, Diệp Thần gật đầu. Cảm ơn tiền bối. Mang tâm tình bất định, Diệp Thần triệu hồi ra huyền khí phi đao, chỉ thấy đại môn tầng 8 hạ địa quỳnh lâu từ từ mở. Ta tiến vào. Diệp Thần cùng áo sáo nát giả nói. Áo sáo nát giả có chút gật đầu cũng không nói lời nào. Lúc này đây bộ dáng áo sáo nát giả không muốn đi vào, Diệp Thần một mình ở một người đi vào tầng 8 hạ địa quỳnh lâu. Quang ảnh xoay chuyển, thời điểm Diệp Thần lần nữa mở mắt, hạ địa quỳnh lâu tầng 8 hết thảy xuất hiện trước mắt Diệp Thần. Vô số chiến giáp giống như là binh sĩ chỉnh tề xếp thẳng hàng, đứng ở hư không phía trước rậm rạp chằng chịt. Đây là một cái phương trận vô cùng lớn, các loại chiến giáp chiến binh rậm rạp, dùng 10 tỷ máy tính rậm rạp chằng chịt. Dù đây là lần thứ hai tới đây, Diệp Thần y nguyên cảm giác vô cùng rung động. Một hàng chiến giáp thấy mà Diệp Thần hoa mắt. Áo sáo nát giả nói Diệp Thần tùy thời có thể lấy đi một bộ phận chiến giáp. Thế nhưng Diệp Thần không biết chiến giáp nào có thể thu, chiến giáp nào không thể thu. Diệp Thần lấy ra lôi mình chỉ giới quát một tiếng. Thu cho ta. Một cơn gió lốc hướng chiến giáp kia bay tới. Một bộ phận chiến giáp bị cuốn nhanh chóng bay về Diệp Thần. Kim trùng chiến giáp. Một cái hàng kim trùng chiến giáp ngàn vạn bộ, sau một lát biến thành hơn 10 vạn bộ, toàn bộ hướng Diệp Thần. Lôi mình chỉ giới bay, xù xù tự nhiên giang hà nhập biển, nhao nhao tấn nhập giữa lôi mình chỉ giới. Thị thần thập trọng cường giả cũng không đơn giản đánh bại được kim trùng chiến giáp. Số lượng khổng lồ như vậy làm cho Diệp Thần kinh hãi không thôi. Trời ạ, khó có thể tưởng tượng cuối cùng là tài phú khổng lồ cỡ nào. Một bộ kim trùng chiến giáp giá là phi thường kinh người, huống chi số lượng khổng lồ như thế. Hơn nữa những kim trùng chiến giáp này là chế tác phi thường hoàn mỹ. Ngoại trừ vô số kim trùng chiến giáp còn rất nhiều là cửu phẩm thập phẩm đạo khí. Nhiều trang bị như vậy đủ để trang bị cho một quân đoàn cường đại. Mặc những chiến giáp này ở trong thị thần vô địch, coi như Diệp Thần muốn công phá những chiến giáp này cũng hao phí thời gian. Toàn bộ lôi mình chỉ giới nhanh chứa không nổi, vẫn là thu nạp một bộ phận mà thôi. Bên trong lại nhiều vô số. Diệp Thần bỗng nhiên có chút minh bạch ý đồ nguyên của chủ nhân hạ địa quỳnh lâu đây, rõ ràng là muốn bọn hắn chế tạo một cái bộ đội quân số lượng to lớn. Thế nhưng mà chế ra một cái bộ quân như thế làm gì? Diệp Thần có chút nghi hoặc, tuyệt cùng là cần bao nhiêu người mới có thể mang hết chiến giáp này? Nguyên nhân chủ nhân hạ địa quỳnh lâu cũng là tồn tại thần linh, còn muốn một cái chi đội khổng lồ như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn chinh chiến từng cái thần quốc? Mặc kệ nguyên nhân chủ nhân hạ địa quỳnh lâu ý đồ gì, Diệp Thần chỉ biết một việc, những cái tài phú này hiện tại quy về hắn, lòng hưng phấn khó có thể ức chế. Chứng kiến lôi mình chỉ giới sắp chứa không nổi, Diệp Thần ngừng lại. Không biết có thể lấy được mấy cái bộ hắc vân chiến giáp cùng thiên ngân chiến giáp so với kim trùng chiến giáp cao cấp hơn không? Hắc vân chiến giáp so với kim trùng chiến giáp cao hơn một cấp bậc. Dù là trung vị tinh chủ, cao vị tinh chủ không cách nào đơn giản công phá. Về phần thiên ngân chiến giáp càng cường đại, coi như thiên vị tinh chủ cũng là muốn công phá có chút thời gian. Tại đây còn có chiến giáp so với thiên ngân chiến giáp cường đại chỉ là Diệp Thần gọi không ra danh tự. Diệp Thần hướng phía trước mặt bay, nhìn một
cái hàng hắc vân chiến giáp. Diệp Thần tay phải hư không nhấp, chỉ thấy mấy trăm bộ hắc vân chiến giáp hướng Diệp Thần bay tới. Kiếm lại một chút, tổng cộng 500 bộ. Thời điểm Diệp Thần muốn thu hoạch càng nhiều lại phát hiện không cách nào thu nhấp nhiều. Thị thần thập trọng xem ra chỉ được 500 bộ hắc vân chiến giáp. Có thể được 500 bộ hắc vân chiến giáp phi thường là thỏa mãn. Đây chính là chiến giáp ngay cả trung vị cao vị tinh chủ khó công phá. Diệp Thần đi bên thiên nguyên chiến giáp nhìn một chút, mặc kệ Diệp Thần có bao nhiêu khí lực muốn em chúng lấy, những cái thiên ngân chiến giáp kia y nguyên huyền phù lồi giữa không trung không chút sức mẻ. Xem ra dùng thực lực trước mắt của Diệp Thần không có được cho phép, không cách nào lấy được thiên ngân chiến giáp. Nhìn hắc vân chiến giáp cùng thiên ngân chiến giáp kéo vô cùng nhiều đến 10 tỷ bộ, nội tâm Diệp Thần cảm khái ngàn vạn. Nếu có một ngày có thể lấy được tất cả hắc vân chiến giáp, thiên ngân chiến giáp, thực sự là kinh người bực nào. Bên trong tầng 8 cùng tầng 9 hạ địa quỳnh lâu che giấu tài phú, khả năng toàn bộ thiên hạ tinh vực không thể đánh đồng. Về phần Vĩnh Hằng Tần Quốc, Diệp Thần không biết. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tần Quốc mênh mông vô cùng, ai biết Vĩnh Hằng Tần Quốc đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Toàn bộ thiên nguyên tinh tạm thời dùng không được nhiều như vậy. Về phần bán đi, nhiều kim trùng chiến giáp có thể bán đi đâu? Có ai có thể tiêu hóa được kim trùng chiến giáp như vậy? Huống chi Diệp Thần cảm thấy hạ địa quỳnh lâu là một cái bí mật che giấu thật sâu. Nếu có quá nhiều chiến giáp binh khí từ hạ địa quỳnh lâu chạy ra, nói không chừng đợi đến ít giả cường giả không thể được không bù được mất, cho nên vẫn là chính mình dùng so sánh tốt. Huống chi hiện tại Diệp Thần căn bản không thiếu tiền, cầm 500 bộ hắc vân chiến giáp cùng hơn 20 vạn bộ kim trung chiến giáp, lúc này Diệp Thần mới cảm thấy mỹ mãn. Hướng cửu lê lão già cáo tử đi ra hạ địa quỳnh lâu. Suốt hơn 20 vạn kim trung chiến giáp, toàn bộ thiên nguyên tinh mới hơn là 300 thị thần, mấy vạn chiến hoàng, để cho những người tuổi thấp hơn mặc thì có điểm quá lãng phí. Diệp Thần chuẩn bị để cho tất cả chiến hoàng mỗi người một bộ kim trung chiến giáp, thị thần mỗi người một bộ hắc vân chiến giáp. Trước khi Diệp Thần luôn là lo lắng không đủ tiền dùng, hôm nay nhiều chiến giáp như vậy lại có hoàng kim thương lộ, hắn bỗng nhiên có cảm giác tài đại khí thô. Hơn nữa bên trong hạ địa quỳnh lâu còn có rất nhiều kim trung chiến giáp, xa xa không có lấy hết. Cái kia chính là một cái bảo khố vô cùng khổng lồ. Đã được những chiến giáp này, chiến hỏa cùng thị thần toàn bộ thiên nguyên tinh đều xui trào. Đây là nguyên bộ kim trung chiến giáp cùng hắc vân chiến giáp. Dù đã chơi một ít tinh thể phi thường giàu có và đông đúc, kim trung chiến giáp cùng hắc vân chiến giáp là phi thường hiếm có. Người bình thường căn bản dùng không nổi, mà bây giờ thiên nguyên tinh một đám chiến hỏa nhân thủ, mỗi người một bộ kim trung chiến giáp, đủ để bệ nghệ thị thần cường giả bình thường. Nhóm thị thần một bộ hắc vân chiến giáp, đủ để bệ nghệ hạ vị tinh chủ. Xem ra phải mua càng nhiều chiến hoàng cùng thị thần. Nội tâm Diệp Thần hào khí vạn trượng, thầm nghĩ những chiến giáp này Diệp Thần tuyệt đối là không bán ra ngoài. Diệp Thần chuẩn bị thông qua truyền tống thông đạo giữa Vĩnh Hằng Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc tích lũy tài phú, sau đó đại lượng mua vào chiến hoàng cùng thị thần, sau đó từng cái chiến hoàng cùng thị thần tất cả trang bị chiến giáp. Trên thị trường có mua được nhiều, lôi bộc mạnh nhất cũng chỉ là thị thần cấp, tinh chủ cấp cường giả ít kỳ xuất hiện trên thị trường. Đã đến tinh chủ cấp, tùy tiện có thể có một cái mảnh lãnh địa, ai nguyện ý làm lô lệ người khác? Tinh chủ quá hiếm, ở bên trên một ít chiến trường, một khi tinh chủ bị bắt cũng là tự vẫn. Bọn họ là một người có thân phận địa vị, không dễ bị người ta khống chế như vậy, cho nên trên thị trường là mua không được. Tinh chủ cấp cường giả dù có, giá cả cũng quý đến trình độ kinh người. Nếu trên thị trường có tinh chủ cấp cường giả hiện, dùng tài lực hiện tại của Diệp Thần nhất định ra tay. Rốt cuộc tu luyện đến thị thần thập trọng, rốt cuộc lấy được tài phú tầng 8 hạ địa quỳnh lâu, đỉnh đầu còn thừa đến 200 bộ hắc vân chiến giáp. Cùng với đại lượng kim trùng chiến giáp, đã nhiều như vậy chiến hoàng mặc kim trùng chiến giáp, cùng thị thần mặc hắc vân chiến giáp. Như vậy thiên nguyên tinh an nguy hoàn toàn không cần lo lắng. Đôi mắt Diệp Thần hiện lên một cái đạo hàn quang, hết thảy đã là chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm đã đến, cũng nên cùng Vân Ẩn Tinh đi một chuyến. Nghĩ đến một cái loại thủ hận mới cũ, Diệp Thần nhịn đã lâu. Không biết Vân Ẩn Tinh chủ hiện tại có ở Vân Ẩn Tinh hay không. Nếu như có, vừa vặn tính toán tổng lợ thoáng qua. Nếu như không, cái kia Vân Ẩn Tinh sẽ bị Diệp Thần tiếp quản. Đến lúc Vân Ẩn Tinh chủ trở lại, lúc này hắn quyết nhất từ chiến. Đây là thiên nguyên tinh cùng Vân Ẩn Tinh ở giữa. Chiến tranh không phải người chết thì ta vong. Vân Ẩn Tinh, cả quả Vân Ẩn Tinh giống như là một cái hạt châu ám, làm đẹp trong thiên mạc màu đen. Trên Vân Ẩn Tinh, mây mù lượn lờ, bích làm bao la hải sương mênh mông. Ở giữa lệ tán rơi những cái hòn đảo, hoặc là số lớn số nhỏ. Những cái hòn đảo này đều không ngoại lệ là kiến tạo cùng điện
rộng rãi đồ sộ, lộ ra sao hỏa giống tiên cảnh. Đây là một cái tinh thể so với thiên nguyên tinh hơi nhỏ hơn một điểm, 90% trở lên là hải dương, cho nên ở vần ẩn tinh tuyệt đại bộ phận sinh linh là thủy sinh linh, mà nhân loại đại bộ phận là tụ ở trên hòn đảo. Tuy số lượng nhân loại phi thường ít, cùng sinh linh khác hoàn toàn không thể so, nhưng mà trên vân ẩn tinh vẫn là nhân loại chiếm quyền chủ đạo. Tinh hồn sáng tạo ra vô số đệ tam chủng tộc, nhân loại là nổi tiếng trong đó. So với tinh thể quanh thân, vân ẩn tinh được phi thường dồi dào, tăng thêm vân ẩn tinh chủ tu vị đạt đến cao vị tinh chủ. Vân ẩn tinh một mực đều là dùng lĩnh tụ tinh khu tự cho là mình. Nên là thời điểm toàn bộ chiến hoàng thị thần vân ẩn tinh đi tinh thể khác đều có một loại ngạo khí, cảm giác ưu việt. Vân ẩn tinh tuy phong quang, nhưng sau lưng cũng là giấu giếm một ít nguy cơ. Sau khi vân ẩn tinh chủ đỉnh vũ tiền nhiệm, vì chính mình mua vài món bảo vật cường đại, tài vũ vân ẩn tinh bị tiêu hao đến 8 phần. Cái này khiến cho tài nguyên tu luyện của vân ẩn tinh có chút giật gấu vá vai. Số lượng chiến hoàng thị thần so với trước kia giảm rất nhiều. Bất quá không ai dám nói vân ẩn tinh chủ không phải. Tinh chủ là bất luận quyết định, tất cả mọi người không có quyền bác bỏ. Đây là quyền uy tuyệt đối của tinh chủ. Về sau vân ẩn tinh chủ phái thị thần ta hẳn cùng thiên nguyên tinh tiến hành giao dịch. Bọn hắn dùng giá tiền cao đến vài lần, thậm chí mấy chục lần bán đi đại lượng đạo khí linh dược cho thiên nguyên tinh. Hùng ác buôn bán số lời, vân ẩn tinh lập tức giàu có. Ở vân ẩn tinh tu luyện giả xem ra, người thiên nguyên tinh quả thực là một đám ngu. Đồng dạng giá tiền ở chợ đêm có thể mua được số lượng đạo khí cùng linh dược nhiều nhiều lắm. Ngay cả bọn lòng đế cũng không có chút nào công tác thống kê. Thiên nguyên tinh tất cả gia tộc nhiều năm tích lũy xuống chút ít tài phú có bao nhiêu bị vân ẩn tinh lừa đi. Khi đó thiên nguyên tinh tin tức cực đoan bế tắc, ngay cả một cái chiếc thiên hỏa lầu thuyền hoặc một tiểu hành tinh thể cũng không có, lại có cự lượng đại tài phú, người vân ẩn tinh xem ra là một cái đám dê béo đợi làm thịt. Sau khi tà ẩn từ thiên nguyên tinh giao dịch về, toàn bộ vân ẩn tinh là sôi trào. Lúc ấy vân ẩn tinh chủ còn là chuyên môn triệu tập tất cả thị thần cùng chiến hoàng mở hồi hội nghị, đề tài thảo luận là muốn công chiếm thiên nguyên tinh hay không. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời mắc cạn, nhưng mà từ lúc đó bắt đầu bọn hắn đã đem thiên nguyên tinh trở thành vật trong túi mình. Lại về sau vân ẩn tinh chủ từ thiên nguyên tinh trọng thương về, điều này làm cho bọn hắn càng phẫn nộ. Rất nhiều người kêu gào muốn tiêu diệt thiên nguyên tinh, nhưng mà khi bọn hắn biết rõ vân ẩn tinh chủ bị một cái kiện bảo vật gây thương tích, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết có thể tiến lên cùng một cái kiện bảo vật đánh cho người ta người chết ta sống. Phải biết rằng kiện bảo vật kia ngay cả vân ẩn tinh chủ cũng bị kích thương. Vân ẩn tinh chủ phái người đem tin tức thiên nguyên tinh có một cái tòa siêu cấp bảo vật hạ địa quỳnh lâu tản ra, xung quanh mấy cái tinh khu là oanh động. Có nhiều tinh chủ đều phái thị thần tiếp tới, có mấy hạ vị tinh chủ thậm chí tự mình tới. Toàn bộ thiên nguyên tinh lâm vào hỗn loạn. Vân ẩn tinh chủ lại phái hai cái thị thần một mực chú ý tình huống bên thiên nguyên tinh, chuẩn bị chờ thiên nguyên tinh bị đánh tàn, vân ẩn tinh chủ lại là đem thiên nguyên tinh tiếp thu. Thế nhưng ai cũng không ngờ những cái thị thần cùng hạ vị tinh chủ cương giả kia cuối cùng chỉ chạy ra được một cái hạ vị tinh chủ, những cái khác tất cả bị chết ở thiên nguyên tinh. Cái tin này quá mức rung động tất cả khó tin. Bất quá vân ẩn tinh chủ từng lĩnh giáo qua hạ địa quỳnh lâu lợi hại, sau khi nghe tin tức này, lòng hắn không khỏi đối với thiên nguyên tinh cảm giác kiêng kỵ thực sâu. Hắn suy đoán hẳn là thiên nguyên tinh còn ẩn toàn thủ đoạn khác, vì thế hắn chuyên môn đưa đến hoàng đế dương đế khống chế chất vấn. Đáng tiếc cái gì cũng không có hỏi tới. Ở trong khoảng thời gian vân ẩn tinh chủ dưỡng thương, thành vũ mang theo một đám thị thần vụng trộm ra ngoài, nghe nói là đi vĩnh hằng tinh mộ, sau đó là không có trở lại. Vân ẩn tinh chủ phái người khắp nơi truy hướng thành vũ, thậm chí vận dụng nhiều quan hệ, cuối cùng nương theo một cái tia manh mối bên trong vĩnh hằng tinh mộ tìm được thi thể thành vũ. Biết được tin ái nữ chết, vân ẩn tinh chủ giận tím mắt. Là ai lớn mật như thế dám giết nữ nhi quán? Hắn tự mình khởi hành tiến về vĩnh hằng tinh mộ, điều động lực lượng mấy chục cái tinh thể phụ cận bốn phía tìm người giúp hắn truy cứu hung thủ. Vân ẩn tinh chủ ra ngoài một mực chưa có về. Lúc này trên vân ẩn tinh là lưu lại hơn 10 thị thần cùng 600-700 chiến hoàng. Đầu lĩnh là một cái thị thần tên Hữu Ẩn, thú vị là thị thần thập trọng. Dưới vân ẩn tinh chủ đệ nhất nhân là ca ca Tà Ẩn. Không biết phụ thân đại nhân khi nào mới có thể về. Một thị thần tuổi trẻ lớn lên hịch cầu mập mạp lầm bầm. Hắn đội kim quan trên đầu, mặc một cái áo mãng bào, lộ ra dị thường đẹp đẽ quý giá, chỉ là khuôn mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Thị thần này gọi là Nguyễn Phong Minh,
là con trai của Vân Nạn Tinh chủ, một trong bảy tu bị mạnh nhất. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết vì cái gì khóe mắt bỗng nhưng là không ngừng nhảy, nội tâm không cách nào ngưng định, cảm giác rõ ràng sự tình không tốt muốn phát sinh. Tiểu công chúa chết làm Tinh chủ đại nhân cực kỳ tức giận, bất kể là ai làm phải trả một cái giá lớn. Tinh chủ đại nhân chắc chắn là tàn sát hết cửu tộc bọn hắn mới có thể bỏ qua. Hư ẩn hừ một tiếng nói, mắt lóe lên hào quang cừu hận. Hắn hồn hệ như thế cũng không phải là thực sự bởi vì Thanh Vũ, mà là vì đệ đệ ta ẩn chết. Thời điểm thi thể Thanh Vũ bị phát hiện, thi thể ta ẩn cùng với 10 cái Vân Ẩn Tinh thị thần khác đồng thời bị phát hiện. Hữu ẩn cùng đệ đệ quan hệ rất tốt. Hôm nay đệ đệ không minh bạch chết, lòng hắn ngoại trừ đối với hung thủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với Thành Vũ chết đi cũng là có oán thán. Nếu không phải Thành Vũ trộm lén ra ngoài, đệ đệ hắn cũng là không chết. Nhưng mà Phong Minh lại không nghĩ chân thật của Hữu ẩn, nhếch miệng nói: phụ thân đại nhân cũng quá là chuyện bé xé ra to. Bên trong Vĩnh Hằng Tinh mộ chết người là bình thường, nó không chừng là tổ mà làm. Cho dù là phụ thân đại nhân truy xét ngọn nguồn, khả năng cũng là truy tra không ra kết quả. Đối với Thành Vũ chết, Phong Minh không có bao nhiêu cảm xúc thương cảm, ngược lại có chút hả hê. Phát Ẩn Tinh chủ đối với tiểu lữ nhi quá mức sủng ái, cái gì cũng bất công. Thành Vũ ngay cả ngốc thiếu hung hồn nuôi nhổ làm cũng cho Thành Vũ, cái này để cho mấy người bọn hắn làm ca ca cực kỳ ghen ghét. Lòng hắn ước gì Thành Vũ chết sớm một chút cho rồi. Hữu ẩn đối với sự tình huỳnh muội bọn họ cảm tình không tốt, tự nhiên là biết thành thành sờ sờ, không muốn trên sự tình này cùng Phong Minh nói gì. Hắn cho mày lòng có chút sầu lo. Ngự ẩn mang theo mấy người truy tung hoàng đế cùng dương đế thế nào mà chưa có về. Theo Tinh chủ đại nhân phỏng đoán, chuyện tiểu công chúa chết ở Vĩnh Hằng Tinh mộ này tất cùng Thiên Nguyên Tinh có quan hệ. Hữu ẩn thanh âm chậm thấp, mắt sắc cơ lành lạnh thoáng hiện. Đã như vậy phụ thân làm gì đi Vĩnh Hằng Tinh mộ tìm chứng cớ, trực tiếp đem Thiên Nguyên Tinh diệt là được. Phòng mình có chút khinh thượng nói. Tinh chủ đại nhân là một trong những tinh chủ uy vọng của Thanh Nguyên Tinh khu, tinh chủ liên minh chúng ta là người có thể tranh đoạt quyền lãnh đạo liên minh. Tinh chủ đại nhân là không muốn cho người ta lưu lại đầu đề câu chuyện. Phụ thân đại nhân quá mức lòng bạ dạ đàn bà. Nếu như ngay từ đầu công chiếm Thiên Nguyên Tinh, ai dám nói xấu. Hôm nay sự kiện Hạ Địa Quỳnh Lâu vừa ra, Thiên Nguyên Tinh ngược lại là tiêu điểm cho mọi người, mà phụ thân cũng bởi Thiên Nguyên Tinh trọng thương mà thành một cái chuyện cười. Phòng mình có chút bất mãn nói, ở hắn xem ra chỉ có một cái Thiên Nguyên Tinh căn bản không đáng cho bọn hắn đối trọng như thế. Chiêm chiếp. Lúc này trên Vân Ẩn Tinh, ngoại trừ Hữu Ẩn cùng với cả 14 thị thần, còn là 700 chính hoàng, phần lớn là từng cái hòn đảo hoặc đáy biển dốc lòng tu luyện. Tất cả mọi người là buông lỏng, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Vân Ẩn Tinh đã hơn ngàn năm không phát sinh chiến tranh, tổ ma bình thường căn bản không dám phạm Vân Ẩn Tinh. Dù sao tinh chủ bọn hắn là cao vị tinh chủ, thị thần cấp tổ ma tới quả thực là chịu chết. Bầu trời xanh thẳm, từng đoàn mây mù trắng loãng nhẹ nhàng phiêu động, một cái mặt yên lặng tương hoa, đuốc lại một cái chiếc thần hạ màu đen cực lớn veo một tiếng, trống rỗng xuất hiện ở không. Trên không Vân Ẩn Tinh đánh tan mây mù xung quanh, phóng xuất ra một cỗ uy áp mênh mông cuồn cuộn. Chiến hạm thân đen không biết dùng kim loại gì chế tạo thành, mặt ngoài kim loại đen bóng lưu động lấy kim sắc phần lạc nhàn nhạt, rộng rãi bá khí. Trên thân hạm đứng sừng sững từng cái tòa tử ma quang tháp đổ thẫm, từng đợt năng lượng cường đại chấn động quách tán làm lòng người ta rùng mình lạnh. Thân hạm màu đen dài 5-6 ngàn mét, cao 2-3 nghìn mét, cự vô vách chẻ bầu trời cho người ta cảm giác hít thở không thông, không thể phá vỡ. Trong nháy mắt tất cả thị thần còn có chiến hoàng ở Vân Ẩn Tinh ánh mắt tập tụ ở chiến hoàng màu đen. Trời ạ, để trong truyền thuyết chỉ có trí cường giả mới có được ma linh thần hạm sao? Ma linh thần hạm thế nào ở đây? Chẳng lẽ là vị trí cường giả nào hàng lâm? Nhìn ngọn tháp cao trên thân của ma linh thần hạm, rõ là tử quang ma tháp, lại là suốt 10 ngọn. Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng nhẹ giọng nghị luận, tất cả lầm lớp lo sợ. Không biết chiếc cự ma thần hạm này tại sao xuất hiện ở đây. Cái kia đứng sừng sững từng tòa tử quang ma tháp, tản ra khí tức tử vong đậm đặc. Ở trên
đỉnh tháp đạo đạo quang mang, tựa như từng con hung thú làm người ta sợ hãi, hung ác chăm chú nhìn bọn hắn. Sau này Diệp Thần đang đứng ở sân thượng trung gương Ma Linh Thần Hạm, ý niệm của hắn cùng Ma Linh Thần Hạm dùng hợp một thể, thần hồn hướng ra ngoài quét tới nhanh chóng tìm kiếm. Thần hồn đảo qua Vân Ẩn Tinh Chủ rõ là không có ở Vân Ẩn Tinh, thực sự là làm người ta thất vọng. Vân Ẩn Tinh Chủ rõ ràng không có ở đây. Bất quá Vân Ẩn Tinh Chủ muộn sớm thì cũng phải trở lại. Ta là Thiên Nguyên Tinh Diệp Thần, từ hôm nay trở đi Vân Ẩn Tinh bị ta tiếp quản, từ nay về sau Vân Ẩn Tinh chính là thuộc Thiên Nguyên Tinh ta. Bất luận người nào phản kháng giết, bất luận ai không phục theo mệnh lệnh ta giết, bất luận người nào đối với Thiên Nguyên Tinh ta bất kính giết. Thanh âm Diệp Thần lãnh khốc truyền bá toàn bộ Vân Ẩn Tinh. Thanh âm Diệp Thần mới rơi xuống, toàn bộ Vân Ẩn Tinh tu luyện giả toàn bộ sôi trào. Trăm ngàn năm qua không có bất kỳ người nào dám can đảm xâm chiếm Vân Ẩn Tinh ta. Thiên Nguyên Tinh các ngươi tính là gì? Thực sự là cười chết người ta, còn tưởng rằng một vị trí cường cương giả hạng lâm Vân Ẩn Tinh, nguyên này là một đám rác rưởi Thiên Nguyên Tinh. Chỉ là một cái man hoang tinh thể lại dám lấn lên đầu Vân Ẩn Tinh ta, thực là không biết tự lượng sức. Bọn hắn bây giờ mới là không đem cái Thiên Nguyên Tinh để vào mắt. Vừa nghe nói Thiên Nguyên Tinh tới, nguyên một đám nhao nhao chửi bới, tất cả xì mũi coi thường. Nếu là một cái trí cường giả hạng lâm, bọn hắn nói không chừng khuất phục. Những người Thiên Nguyên Tinh này rõ ràng dám đánh đến tận cửa, cái này để cho bọn hắn không khỏi cảm giác quá bức vớ vẩn. Người Thiên Nguyên Tinh không phải là đầu óc hư đi mất à? Bọn hắn đối với Thiên Nguyên Tinh hiểu không bao nhiêu sâu. Thiên Nguyên Tinh bế tắc rớt phía sau, ngay cả tinh chủ cấp cường giả không có, sao dám xâm chiếm Vân Ẩn Tinh bọn hắn? Thức thời liền đem Ma Linh Thần Hạm lưu lại, chính mình từ chỗ nào rút ngay về. Nếu không coi chừng, sau khi tinh chủ chúng ta về, các người có chỗ đến mà không có chỗ về, lại dám phạm Vân Ẩn Tinh ta, ăn hết tim gấu gan báo sao? Vân Ẩn Tinh chủ chúng ta là cao vị tinh chủ cấp cường giả, các người không muốn sống à? Những cái thị thần trên Vân Ẩn Tinh kia nhao nhao mở miệng đùa cợt. Mặc dù bọn hắn đối với Ma Linh Thần Hạm có chút kiêng kỵ, nhưng người có Vân Ẩn Tinh chủ làm chỗ dựa, y nguyên không chút nào yếu thế. Có ít người đỏ mắt nhìn Ma Linh Thần Hạm, thậm chí muốn lừa Ma Linh Thần Hạm lại. Sắc mặt Diệp Thần âm trầm. Lúc trước thời điểm Vân Ẩn Tinh chủ tới Thiên Nguyên Tinh giễu võ dương oai, Diệp Thần liền thề nhất định là cấp bội hoàn trả. Hắn đối với mấy người Vân Ẩn Tinh này không có hảo cảm, một đám người làm cho hắn chán ghét. Ở người Vân Ẩn Tinh này xem ra Thiên Nguyên Tinh chính là một cái tinh thể màn hoàng chưa khai hóa. Lẽ ra thần phục Vân Ẩn Tinh bọn hắn, trên Thiên Nguyên Tinh tất cả tài nguyên là vì Vân Ẩn Tinh sử dụng. Nhớ năm đó ta lần đầu đến Thiên Nguyên Tinh đều là chút ít yêu cầu vô lý. Ngoại trừ cống hiến tài nguyên, cống hiến mỹ nữ, thậm chí đem tiểu thiên giao cho Vân Ẩn Tinh chủ nuôi dưỡng. Nghĩ tới đây lòng Diệp Thần mà tính liền là dục dịch sát ý trùng thiên. Ta lập một lần nữa, từ nay về sau Vân Ẩn Tinh chính là thuộc Thiên Nguyên Tinh ta. Bất luận người nào phản kháng giết, bất luận người nào không phục giết, bất luận người nào đối với Thiên Nguyên Tinh ta bất kính giết. Thanh âm Diệp Thần như chém đinh chặt sắt, lãnh khốc vô cùng, một loại khí thế chân thật đáng tin. Hà, thật là lực cười, người tính toán thơm bơ vậy sao cũng dám ở Vân Ẩn Tinh ta dương oai. Một cái thị thần khinh miệt cười lớn, chỉ vào Ma Linh Thần Hạm trên bầu trời kêu gào. Trong mắt Diệp Thần hàn quang lóe, chỉ thấy Ma Linh Thần Hạm một cái tòa tử quang ma tháp rất nhỏ run, trên tâm đỏ thẫm như liệt diễm, phù văn thần bí phiền phức nhanh chóng diễn hóa, một cỗ năng lực kinh hồn chống động mênh mông cuồn cuộn ra. Ngay sau đó trên đỉnh tử quang ma tháp này, một đạo quang cầu màu đen trống rỗng hình thành, bỗng nhiên ngừng lại, ầm ầm một tiếng vang, một chùm sáng màu đen phá vạch bầu trời chuẩn xác oanh hướng thị thần. Thị thần kia chứng kiến quang cầu màu đen đánh úp, muốn né đã không kịp, bị quang cầu màu đen đánh trúng, thân thể lập tức lổ tung, ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể, trực tiếp hóa thành tro tàn, cặn bã không lưu. Một thị thần mà thôi, cùng nhị cấp tử quang ma tháp kiêu chiến quả là muốn chết. Còn có ai? Diệp Thần hừ một tiếng, thân hồn đảo qua toàn bộ Vân Ẩn Tinh. Tĩnh. Cả khỏa Vân Ẩn Tinh yên lặng như chết. Chứng kiến tử quang ma tháp chỉ một cú liền đem thị thần cương giả đuổi giết đến nỗi cặn bã không thừa, tất cả mọi người như hến cầm. Bọn hắn là lần đầu tiên kiến thức nhị cấp tử quang ma tháp uy lực cương đại. Tử quang ma tháp thực lực đáng sợ. Thời điểm bọn hắn nhìn về Ma Linh Thần Hạm mắt đầy sợ hãi. Nếu Vân Ẩn Tinh chủ ở đây bọn hắn có thể có chút ít lực lượng, nhưng mà Vân Ẩn Tinh chủ ra ngoài đến giờ chưa về. Phòng mình cùng hữu ẩn vốn đối với Diệp Thần sư mũi coi thường, giờ nhìn tới nhị cấp tử quang ma tháp lập tức miểu sát một cái thị thần, nội tâm bọn hắn cũng không khỏi có chút khiếp đảm. Khi bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong hủy diệt, nếu mới vừa rồi bị tử quang ma tháp đánh trúng mình là bọn hắn,
bọn hắn hẳn chết không nghi ngờ. Phong Minh cùng Hữu Ẩn đều rụt. Đối mặt Diệp Thần cường thế còn có nhị cấp Tử Quang Ma Tháp khủng bố, bọn hắn còn dám đi tìm chết sao? Hết cả Phong Minh cùng Hữu Ẩn cũng không nói gì, những người khác càng không so có bất cứ dị nghị. Bất kể thế nào là chờ tinh chủ trở lại rồi nói. Diệp Thần không quá đáng là một cái mà linh thần hạm cùng vai toát Tử Quang Ma Tháp mà thôi. Hắn không làm gì được cái cao vị tinh chủ cường giả. Hắn cũng chỉ có thể lúc trong ma linh thần hạm. Chúng ta chờ tinh chủ đại nhân ra. Tử Quang Ma Tháp một kích liền đuổi giết một thị thần. Tất cả thị thần chiến hoàng Vân Ẩn Tinh toàn bộ không lên tiếng, không cái nào dám đứng ra. Nguyên lai Vân Ẩn Tinh là một cái đám nhuyễn đảng, nhìn như là hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng trước mắt sống chết nguyên một đám là kính sợ. Diệp Thần đùa cợt kêu một tiếng. Lúc trước thời điểm Thiên Nguyên Tinh đụng nguy cơ, ngoại trừ số ít mấy người Thiên Nguyên Tinh tuyệt đại bộ phận là thị thần cùng chiến hoàng chưa từng sợ. Nhưng cái thời điểm Vân Ẩn Tinh nguy cơ, ngoại trừ thị thần vừa rồi nhảy ra, rõ ràng không có cái nào phản kháng. Thực sự đáng buồn đáng tiếc. Vừa rồi thị thần kia nếu biết rõ uy lực nhị cấp Tử Quang Ma Tháp, đoán chừng cũng là không dám nhảy ra. Một đám rác rưởi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, Diệp Thần khinh thường nói. Âm thanh hắn chuyển khắp toàn bộ Vân Ẩn Tinh. Sau khi Hữu Ẩn Nguyên Phong Minh nghe Diệp Thần nói, lỗ tai không khỏi nóng lên có chút xấu hổ. Bất quá lúc này bảo vệ tính mạng là cần nhất, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Hai người bọn họ thị thần thập trọng không ra mặt, thị thần chiến hoàng khác cũng không đến đi chịu chết. Từ hôm nay trở đi, tất cả chiến hoàng cùng thị thần Vân Ẩn Tinh đều bị nhốt lại chờ xử lý, và có người phản kháng giết không tha. Thanh âm Diệp Thần uy nghiêm vang trên ma linh thần hạm, hào quang thiểm điện sù sù, người một đám thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Rõ ràng dám tử ma linh thần hạm ra, quả thực muốn chết. Chúng ta chẳng mấy còn tin xem bọn hắn dám đối kháng chúng ta động thủ không. Hữu Ẩn truyền âm cho Phong Minh nói. Thiên Nguyên Tinh không có tinh chủ, Hữu Ẩn thân là thị thần thập trọng cường giả, vẫn là tương đối có tự tin. Như vậy có chút nguy hiểm không? Coi không vẫn chờ phụ thần trở lại mới nói. Phong Minh có chút tầm e sợ nhìn qua Tử Quang Ma Tháp trên ma linh thần hạm, cảm giác nội tâm phát run. Những Tử Quang Ma Tháp này thực sự quá mạnh, hắn căn bản không có nổi bao nhiêu tin tưởng đối kháng. Chờ bọn hắn đi đến bên cạnh chúng ta lại là đối phó bọn hắn. Đến lúc đó có con tin tới tay, xem bọn hắn dám sử dụng Tử Quang Ma Tháp hay không. Ha ha. Hữu Ẩn âm hiểm cười, truyền âm nói, tràn đầy tự tin. Nhưng khi ý niệm của hắn đảo qua những người này, từ trong ma linh thần hạm ra, nhịn không được bật lên mắng, con mẹ nó. Lúc này Phong Minh cũng nhìn thấy những người từ trong ma linh thần hạm ra, lập tức cả kinh, con mắt thiếu chút nữa thoáng vành đỏ, miệng há to nhét đầy trứng vịt. Mà thị thần cùng chiến hoàng khác ở Vân Ẩn Tinh biểu tình cũng không kém bao nhiêu, cả đám sợ ngây người, mở to mắt khó tin nhìn. Vốn là mấy người Hữu Ẩn ôm ý định giấu nhau, lúc này không thể không từ bỏ ý niệm, lòng trận trận phát lạnh. Chỉ thấy mấy người ở bên trong ma linh thần hạm ra, cả đám chỉnh tề mặc giáp màu đen. Những giáp này toàn thân lớp sơn đen như mực, thượng diện đầy là phức trận ấn phiền phức. Áo giáp cùng thân thể mật thiết dần hợp, đem những người vũ trang tới tận răng. Xung quanh chiến giáp quanh quẩn ấy từng quầng sáng, trong quầng sáng sương mù phiêu miểu để người ta nhìn không rõ, tản ra khí tức thần bí cường đại. Chỉ nhìn qua, Hữu Ẩn Phòng mình cùng thị thần Vân Ẩn Tinh liền nhận ra đây là Hắc Vân chiến giáp trong truyền thuyết. Mặc dù bọn hắn không được chứng kiến Hắc Vân chiến giáp chính thức, nhưng đối với uy danh của nó sớm là sớm đến bên tai. Rất nhiều quyển sách từng gặp qua kiểu Hắc Vân chiến giáp, bởi vậy nhìn qua là nhận. Hắc Vân chiến giáp lực phòng ngự kinh người, ngay cả tinh chủ muốn công phá cũng là phải mất một cái phen khí lực. Ở bên chợ đêm, một bộ chiến giáp như vậy giá cả đắt đến làm người ta nghẹn họng, nhìn chân chối. Hơn 10 chiếc thiên hạ lâu thuyền chưa chắc là vượt qua bộ Hắc Vân chiến giáp như vậy. Đây là chiến giáp bao nhiêu cường giả tha thiết mơ ước. Thế nhưng loại chiến giáp này quá khan hiếm rồi, căn bản không phải võ giả bình thường có. Nhưng mà bọn hắn thấy cái gì? Bọn hắn vậy mà chứng kiến những người từ ma linh thần hạm ra, chừng hơn 100 người, mỗi người trên thân là mặc một bộ Hắc Vân chiến giáp. Lão tiên à, cái này thực không vậy? Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng tất cả lò hò hét đến mức rung động. Hơn 100 cái vậy, mỗi người kia đều là mặc Hắc Vân chiến giáp. Đây là 100 bộ, chỉ 100 bộ Hắc Vân chiến giáp này giá trị so với tài phú toàn bộ Vân Ẩn Tinh bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn. Bọn hắn không phải là đang làm mơ à? Nhưng mà sự thật nói cho bọn hắn biết, cái này thật không phải mộng. Nguyên lai, cái màn hoàng tinh thể bọn hắn một mực không có để vào mắt, thậm chí một chiếc ma linh thần hạm
còn nhiều hắc vân chiến giáp như thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn mở ra bảo tàng gì? Bọn quả thực là muốn điên mất, cái này còn đánh thế nào? Trên bầu trời, bộ chiến giáp lạnh lạnh kia lập tức để mọi người bọn hắn đánh mất dũng khí chống cự. Huẩn cùng Phong Minh nhìn nhau cười khổ. Dù đối phương theo chân bọn hắn đồng dạng là thị thân cường giả, nhưng bọn hắn dù là liều mạng không cách nào công phá hắc vân chiến giáp mặc trên người thị thân, cho nên nếu như đánh chỉ có phần bị bẹp. Ma linh tàn hạm cực lớn lơ lửng ở bầu trời, năng lượng khủng bố của 10 tòa tháp chấn động tứ tán, uy hiếp toàn bộ vân ẩn tinh. Hơn trăm thị thân mặc hắc vân chiến giáp thả người bay vút chạy xuống các nơi ở vân ẩn tinh. Vân ẩn tinh nguyên một đám thị thần cùng chiến hoàng tất cả bị thiên nguyên tinh thị thần tóm đi, như là xách con gà đến quảng trường vân ẩn tinh chủ đạo. Trong sân rộng phương viên mấy vạn mét, đứng sừng sững một cái tòa điều khắc cực kỳ to lớn. Pho tượng kia cao hơn 100 mét, toàn thân lưu văn ngọc chắc chắn là mai thanh, hiện ra trắng loãng thần ánh sáng cực kỳ chói lọi. Pho tượng này là vân ẩn tinh chủ. Một cái cột sáng màu đen từ tử quang mà thấp trên ma linh thần hạm kích xạ ầm một cái tiếng lớn. Tòa điêu khắc vân ẩn tinh chủ to lớn lập tức trở thành bã phụn. Thị thần chiến hoàng vân ẩn tinh thấy một màn như vậy, toàn bộ lườm lớp lo sợ. Không ai dám đứng ra phản đối, mà ngay cả Phong Minh cùng mấy cái nhi tử vân ẩn tinh chủ khác cũng là không dám nói gì. Quỳ xuống. Một cái thị thần tới quát, hùng hăng tát Phong Minh một cái. Đôi má Phong Minh lập tức sưng lên dị thường tức giận, mắt phóng ra hỏa. Từ nhỏ tới lớn còn chưa từng có người nào dám đánh mặt hắn như thế. Hắn nhìn hàn hàm thị thần trước mặt, muốn xông tới liều mạng, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn kích chiến giáp trên người thị thần này, thoáng cái là đánh mất tâm lý chống cự. Hắc vân chiến giáp này căn bản không phải bọn hắn có thể công phá được. Cho dù là phụ thân hắn vân ẩn tinh chủ cũng không cách nào đem những cái thị thần mặc hắc vân chiến giáp này một kích đánh chết. Còn không quỳ xuống, thị thần kia lạnh lùng quát lần nữa giương tay. Phong Minh cừu hận nhìn thị thần kia, mặt hiện lên dãy rụa kịch liệt, nhưng cuối cùng hắn bồi ngồi thở dài, cúi đầu cào ngạo. Phù phù một tiếng, Phong Minh quỳ trên đất. Hắn cảm giác lỗ tai lóng rát, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất đời hắn, nhưng vì mạng sống cái này cũng không còn biện pháp. Chứng kiến Phong Minh quỳ xuống, đằng sau những cái thị thần chiến hoàng kia lập tức phù phù một mạng quỳ lớn. Bọn hắn cảm thấy thẹn rủ xuống đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Hứa Hận vốn là muốn chống cự một chút, nhưng mà nhìn ba cái thị thần mặc hắc vân chiến giáp nhìn thèm thuồng hướng mình đi tới, lòng hắn không khỏi run lên, đầu gối mềm nhũn cũng là quỳ trên mặt đất quỳ xuống một mạng lớn. Còn có mấy cái hơi kiên cường không muốn quỳ, sau khi bị bạo đánh một trận cũng là tất cả khuất phục. Chứng kiến những thị thần cùng chiến hoàng này không có một thần vũ lực lại quỳ đầy đất, trong mắt Diệp Thần tràn đầy miệt thị. Nhớ năm đó Đông Lâm quận phủ hắc giáp quân áp đảo Diệp Gia Bảo, các tộc nhân quán cận kề chết không quỳ. Thời điểm gặp một đám thị thần vây công thiên nguyên tinh yêu đế văn đế, một đám thị thần từ chiến không lui, cái này là khí tiết bậc nào, hạng gì đảm phách mà đám người này một điểm cốt khách cốt khí cũng không. Quả nhiên là dạng tinh chủ gì thủ hạ đó, không biết vân ẩn tinh chủ tinh hồn nơi đâu, thế mặt mạn như vậy xấu hổ muốn chết hay không. Giờ phút này bất kể Hữu Ẩn, Phong Minh hay đám thị thần chiến hoàng còn lại, nội tâm có chút bất an, không biết kế tiếp đợi bọn hắn là gì, không biết Diệp Thần có thể cuồng tính đại phát đem bọn hắn đều giết hay không. Thế nhưng mà dù Diệp Thần muốn đem bọn hắn giết, bọn hắn ngay cả một điểm dũng khí chạy cũng không có. Bọn hắn bị hơn trăm thị thần mặc hắc vân chiến giáp bao quanh, trên đỉnh lại có ma linh thần hạm nhìn chăm chăm. Dù là bọn hắn xông ra, những cái thị thần này vây quanh cũng là bị nhị cấp tử quang tháp một kích oanh rơi. Bọn hắn cảm giác đỉnh đầu mình treo lấy một cái thanh lợi kiếm tùy thời rơi xuống, bọn hắn không thì có chỗ trốn, căn bản phản kháng không được. Cảm thụ ma linh thần hạm uy lực cực lớn, hàng tỷ sinh linh toàn bộ vân hận tinh run rẩy lấy. Hắc vân chiến giáp ngầm đen sáng bóng, để bọn hắn cảm nhận một cái cỗ sát khí nghiêm nghị. Ở dưới tình huống vân ẩn tinh không có mặt, hơn trăm thị thần này là liền đủ đem tất cả sinh linh vân ẩn tinh tan sát sạch sẽ. Nhìn cái bộ dáng những thị thần cùng chiến hoàng này lờm lớp lo sợ,
Diệp Thần không có chút đồng tình nào. Nếu không phải người Vân Ẩn Tinh hàm tài Phú Thiên Nguyên Tinh bọn hắn, mình cũng là không chiếm lấy cái tin tức Tuyền Dương ra. Thiên Nguyên Tinh bọn hắn thế nào là chết nhiều người như vậy? Thiện ác cuối cùng có báo, hiện tại chính là thời điểm bọn họ nhấm nháp ác quả. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng đảo qua Vân Ẩn Tinh chủ đảo. Trước kia Vân Ẩn Tinh chủ về nhất định là giải trừ võ trang tất cả mọi người bọn hắn. Hắn hiểu được một khi Vân Ẩn Tinh chủ trở lại tất là một hồi ác chiến. Về phần giết đi bọn chúng cực lại không cần, trước hết để bọn hắn tạm thời đánh mất sức chiến đấu là được. Oanh bạo đan điền bọn hắn, sau đó là dùng bí pháp khóa tu bị bọn hắn. Diệp Thần quát to một tiếng nói: "Vâng." Diệp Thần thủ hạ hơn trăm cái thị thần âm thầm xác nhận. Những thị thần Vân Ẩn Tinh kia quỳ trên đất thoáng sôi trào, để bọn hắn quỳ xuống bọn hắn có thể tiếp thu, nhưng một khi bị phế tu vị, bọn hắn liền triệt để thành dê đợi làm thịt. Muốn phế tu vị bọn chúng ta không có khả năng. Mơ tưởng cùng các ngươi liều mạng. Lần lượt thị thần chiến hoàng đại hống bắn lên, trong tay trống rỗng xuất hiện đạo khí bảo vệ những thị thần Thiên Nguyên Tinh mặc hắc vân chiến giáp. Bành bành, trên hắc vân chiến giáp từng cái phần sáng đương theo mây mù khuếch tán. Những người này công kích cũng chỉ có thể để cho trận ấn ở hắc vân chiến giáp tràn ra gợn sóng ti tí, căn bản không cách nào đục lỗ hắc vân chiến giáp, càng nói không thể đối với thị thần Thiên Nguyên Tinh mặc hắc vân chiến giáp tạo thành thương tổn gì. Bị những Vân Ẩn Tinh thị thần chiến hoàng này công kích, các thị thần Thiên Nguyên Tinh đều là nổi giận, xông đi là một cái đầu quyền cước đấm đá. Bành bành bành, những Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng đều bị đánh thành tôm luộc, còn thân thể thảm thiết liên tục, rất nhiều người bị đánh thành mặt gấu mèo, mũi bầm dập. Không nên giết ta, không cần đánh nữa. Những thị thần cùng chiến hoàng Vân Ẩn Tinh bị hành hung đến cầu khẩn. Hắc vân chiến giáp phòng ngự quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản lay bất động. Nội tâm tất cả mọi người có cảm giác vô lực thật sâu. Ngẫm lại là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Bị xếp phế sạch tu vị tổng, so với bị hành hung đến chết còn đỡ hơn. Tha mạng a! Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng cầu xin tha thứ càng ngày càng nhiều. Mặt đất khóc thét vào mảnh, một đám nhu nhược. Nội tâm Diệp Thần khinh thường oán thầm. Ngay thời điểm thị thần Thiên Nguyên Tinh đánh những cái thị thần chiến hoàng Vân Ẩn Tinh, đầu lĩnh hư ẩn qua hai tên thị thần, hơn 10 chiến hoàng đột nhiên bay lên trời, chia tứ phương tám hướng lao đi. Bọn hắn muốn thừa loạn chạy trốn, muốn chạy quá coi thường từ quang ma tháp của ta. Diệp Thần hư lạnh, đôi mắt hiện lên cái đạo hàn mang. Tâm vừa động, 10 ngọn tử quang ma tháp đồng thời vận chuyển, năng lượng trên đỉnh tháp nhanh chóng ngưng tụ. Sư sư, từng đạo tia sáng màu đen vạch phá bầu trời. Phốc phốc, lần lượt thân ảnh bị cái chùm tia sáng màu đen đánh trúng, thân hóa thành tro bụi. Chớp mắt hơn 10 nhân ảnh chôn vùi trong ánh sáng màu đen. Sau khi 10 người này chết, còn thừa lại 6 thân ảnh lướt đi thật xa. Kể cả hú ẩn bên trong, 6 người bay vút ra ngoài đều có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Nội tâm bọn hắn kinh hoàng, càng thêm điên cuồng chạy thúc giục. Chạy mất, Phong Minh nhẹ giọng thì thào, đồng tử kịch liệt co rút. Vừa rồi hứa ẩn gọi hắn cùng chạy trốn, nhưng hắn quá e sợ. Đối tử quang ma tháp có cảm giác sợ hãi mãnh liệt, cảm thấy dưới tử quang ma tháp căn bản không có khả năng bất cứ cơ hội sống. Không nghĩ tới bọn hứa ẩn rõ ràng chạy mất, điều này làm hắn không khỏi có chút hối hận. Sớm biết có thể thành công liền kéo theo mấy cái chiến hoàng đệm lưng, sau đó mình thừa cơ chạy, tổng so hơn với chỗ này bị người ta phế bỏ tu vị. Hứa ẩn lạnh quát to một tiếng, thân thể hóa thành hắc ưng cực lớn, tựa như một đạo lưu quang màu đen, cực kỳ nhanh hướng cái vương đỗ thiên hạt lô tiền Vân Ẩn Tinh lao. Sau khi Thiên Nguyên Tinh lấy đại lượng tài phú, Vân Ẩn Tinh lại mua thêm 2 chiếc thiên hạt lô thuyền, tăng thêm 3 chiếc, tất cả 5 chiếc. Về sau hoang đế, Dương đế trộm 1 chiếc, bọn người ẩn mang 1 chiếc, Vân Ẩn Tinh chủ mang 1 chiếc. Thời điểm bọn Thanh Vũ đi Vĩnh Hằng Tinh mộ có 1 chiếc, cho nên Vân Ẩn Tinh hôm nay còn có 1 chiếc thiên hạ lâu thuyền. 1 chiếc thiên hạ lâu thuyền là toàn bộ hy vọng hữu ẩn. Vào mình có chút buồn bực, nếu hữu ẩn cưỡi lên chiếc thiên hạ lâu thuyền này đào thoát, vậy bọn hắn không còn cơ hội thứ hai. Nội tâm Phong Minh ảo lão không thôi. Hữu ẩn biến thành hắc ưng có được tốc độ cực lớn, cánh dương lên chỉ trong nháy mắt đã tới phụ cận thiên hạ lâu thuyền. Ngay tại trước mắt, lập tức có thể thoát rồi. Nội tâm hữu ẩn cuồng nghỉ, liều lĩnh đứng về thiên hạ lâu thuyền phóng đi. Ngay tại thời điểm hắn cho là mình được cứu, đột nhiên tầm đó một đạo tia sáng màu đen vạch phá bầu trời kích thẳng tới. Cái kia hắc quang tốc độ quá nhanh, hữu ẩn trừng mắt lớn, căn bản không kịp phản ứng, tử vong chi khí đập vào mặt, oanh một tiếng thật lớn, đạo tia sáng màu đen kia lướt sống nửa người hắn đi vào, oanh kích thiên hạ lâu thuyền. Thiên hạ lâu thuyền lập tức nghiện nát thành chia năm xẻ bảy. Một chiếc thiên hạ lâu thuyền duy nhất cứ như vậy mà tan vỡ. Chứng kiến chùm sáng màu đen này đem thiên hạ lâu thuyền quanh nát bấy,
Cảnh tượng hài cốt kim loại thiêu đốt tứ tán vẩy ra, giống như là thanh thiết truy hùng hãng đập mạnh vào lòng Phong Minh. Vẻ mặt hắn hồi bại, quyền này chạy trốn bất quá là làm mờ mà thôi. Chùm tia sáng đánh nát thiên hạ lâu thuyền, trên bầu trời hài cốt bay múa, mấy cái lồng chim màu đen chậm rãi rơi xuống. Đáng thường hữu ẩn là thị thần thập trọng cương giả tồn tại gần với Vân Ẩn tinh chủ bị một kích trực tiếp oanh thành tro. Sau nát tất cả thi thần chiến hoàng chạy trốn toàn bộ bị giết, một tên cũng không để. Phong Minh thần sắc héo đồn quỳ xuống đất, cũng không dám đếm cái tia ý niệm chạy trốn nữa. Các thi thần thiên nguyên tinh trước đem những cái thị thần cùng chiến hoàng Vân Ẩn tinh oanh bạo đan điền, sau đó dùng bí pháp phong ấn tu vị bọn hắn. Lần lượt lập tức muốn đến phiên Phong Minh rồi, tuy nội tâm Phong Minh tràn đầy không cam, nhưng lúc này hắn không dám nói gì, chỉ là ngoan ngoãn đợi đó. Diệp Thần y nguyên thao túng ma linh thần hạm, thần hồn toàn bộ chú ý Vân Ẩn tinh, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời xa xôi. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, hiện tại chờ Vân Ẩn tinh trù lại, hắn tiến hành một cái trận cuối cùng. Diệp Thần cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Ẩn tinh phía dưới. Chiếm lĩnh Vân Ẩn tinh này coi như là bước đầu tiên hắn bước ra vũ trụ. Ma linh thần hạm lặng lặng lơ lửng đứng ở không trung chờ đợi. Vừa lúc này một cái hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện phía không ma linh thần hạm, là trung niên nhân có vẻ mập mạp, mặt mũi hắn tràn đầy giận dữ nhìn vào ma linh thần hạm. Người thì nguyên tình các người cũng quá càn rỡ lớn mật, rõ ràng ở Vân Ẩn tinh ta hung hăng càn quấy như thế. Trung niên nhân kia tức giận mắng một cái bộ khẩu khí trên cao nhìn xuống. Chứng kiến trung niên nhân, Diệp Thần lập tức ý thức đối phương là Vân Ẩn tinh hồn. Vân Ẩn tinh hồn vừa lên liền dùng thái độ này nói chuyện, lông mi Diệp Thần nhảy lên. Người khác sợ tinh hồn, hắn lại không sợ. Diệp Thần cười lạnh nói, Vân Ẩn tinh hồn nói đùa, ta luôn luôn là người ẩn nhẫn ít xuất hiện, ở đâu mà khoa trương. Lúc trước Vân Ẩn tinh chủ tại thiên nguyên tinh ta dùng lực lượng một người trấn áp thị thần thiên nguyên tinh ta, càng muốn trước mặt mọi người giết ta. Nếu không có thiên nguyên tinh hồn đại nhân thi triển tinh hồn chi vực, ta khả năng sớm mất mạng. Luận hung hăng cản quấy, ta còn không kịp nổi với một lửa Vân Ẩn tinh chủ, ta còn đang học tập. Ngươi bị Diệp Thần đỉnh cho lại, thân thể run run. Vân Ẩn tinh chủ tinh hồn chim lộ mắng. Ta mặc kệ người cùng vũ điển tầm đó ân oán gì, hôm nay người Vân Ẩn tinh ta làm một chuyện chắc chắn truy cứu đến cùng. Nếu các người không thối lui đừng trách ta không khách khí. Tinh hồn trừ mấy bí pháp ra bản thân không có sức chiến đấu. Diệp Thần vô tình cười lạnh nói, không biết Vân Ẩn tinh chủ đối với chúng ta không khách khí thế nào, chẳng lẽ chuẩn bị như thiên nguyên tinh hồn đại nhân đồng dạng mở ra tinh hồn chi vực sao? Nếu như Vân Ẩn tinh hồn chuẩn bị mở ra tinh hồn chi vực, ta đây ngược lại là giảm rất nhiều phiền toái. Ánh mắt Diệp Thần xẹt qua thiên tinh ấn phó ấn bậy ra trong lòng bàn tay trái, hắn đặc biệt đem thiên tinh ấn phó ấn mang qua. Nếu Vân Ẩn tinh hồn thực muốn mở ra tinh hồn chi vực, tự bạo tinh hạch, hắn trốn vào thiên tinh ấn phó ấn. Người bạo của người tốt rồi, ta là không phụng bồi. Vân Ẩn tinh hồn quả thực giận tới điên, hắn sống tuế nguyệt dài dằng dặc, chưa từng có người đối hắn bất kính như thế. Tinh hồn cùng với đệ nhất chủng tộc khác không giống, ngoại trừ cao giai tinh hồn như bọn hắn, loại tinh hồn bình thường không có cách nào ngừng hóa hình thể thực tế. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào đệ tam chủng tộc thủ bọn hắn sáng tạo, thủ hộ bọn hắn. Vân Ẩn tinh hồn là thủ hộ giả cường đại nhất Vân Ẩn tinh. Đáng tiếc Vân Ẩn tinh chủ không có đây, lại có mấy cái thị thần chiến hoàng bên kia, giết thì đã giết, chào thì đã chào, có cái năng lực gì thủ hộ hắn. Về phần mở ra tinh hồn chi vực, Vân Ẩn tinh chủ không muốn mở ra tinh hồn chi vực. Mở ra tinh hồn chi vực là tiêu hao bột nguyên lực lượng, dù mở ra tinh hồn chi vực, chẳng lẽ hắn có thể thực sự tự bạo tinh hạch? Ta đường đường là tinh hồn đệ nhất chủng tộc, chẳng lẽ muốn tự bạo tinh hạch cùng một cái nhân loại đệ tam chủng tộc đồng vô quy tận, thật là chê người. Hôm nay người làm chuyện thế nào ta là nhớ kỹ, chờ vũ điền trở lại xem đến lúc đó thu thập người thế nào. Vân Ẩn tinh hồn hừ một tiếng, tuy trên miệng hắn nói vậy nhưng liếc qua 10 ngọn nhị cấp tử quang ma tháp trên ma linh thần hạm, mắt không khỏi hiện lên cái vòng thần sắc lo lắng. Diệp Thần mang ma linh thần hạm tử quang chiến tháp cường hãn như thế mà tới, đã sớm làm xong chuẩn bị trực diện Vân Ẩn tinh chủ. Đợi Vân Ẩn tinh chủ trở lại, mắt Diệp Thần sát khí nghiêm nghị, ta đang chờ hắn trở lại, vừa vặn lợ mới lợ cũ tính một lượt.
Diệp Thần bất kính nhìn thấy Vân Thần Tinh Chủ, cả giận hừ một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất, không thấy gì. Nguyên lai Vân Thần Tinh hồn là các loại nguyễn đản, trách không được toàn bộ bọn Vân Thần Tinh đều là nguyễn đoàn. Diệp Thần ha ha cười, thanh âm truyền bá ra ngoài, làm tất cả Vân Thần Tinh mọi người cảm thấy mặt không ánh sáng, vừa thẹn vừa giận, lại không có biện pháp. Lúc trước Thiên Nguyên Tinh Hồn đối mặt Vân Thần Tinh Chủ, vì bảo hộ một nhân loại dám uy hiếp đối phương tự bạo tinh vận. Vân Thần Tinh Hồn có đảm lượng vậy sao? Đoán chừng ngay cả thử một lần cũng không dám. Luận khí phách cùng đảm lượng, Vân Thần Tinh Hồn căn bản không thể cùng Thiên Nguyên Tinh Hồn so sánh. Lòng Diệp Thần đối với Thiên Nguyên Tinh Hồn là phi thường chịu phục. Cho Thiên Nguyên Tinh tất cả đệ tam chủng tộc cùng Thiên Nguyên Tinh Hồn sáng tạo, mặc dù có mấy cái đã bại hoại, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều là thiết cốt bong bong. Như là Long Đế, Thanh Đế, Đặng Vân, coi như Yêu Đế, Loan Đế, những nữ tinh này cũng là nữ anh hùng. Nhìn vào đám nguyễn đản Vân Ẩn Tinh, Diệp Thần thế nào đem những cái này để trong mắt. Từ hôm nay trở đi, Vân Ẩn Tinh quy Thiên Nguyên Tinh quản hạt. Nếu có người dám nhiều lời nói nhảm, vậy trước tiên chịu một cái tử quang ma tháp rồi nói. Diệp Thần hừ một tiếng. Về phần Vân Ẩn Tinh Hồn, tuy Vân Ẩn Tinh Hồn không phục, nhất định chỉ huy một đám thủ hạ án tạo phản, Diệp Thần không làm gì được Vân Ẩn Tinh Hồn, nhưng đồng thời Vân Ẩn Tinh Hồn cũng không làm gì được Diệp Thần. Nghĩ nghĩ, về sau phàm là Vân Ẩn Tinh sinh ra một cái chiến hoàng cấp, toàn bộ khống chế trước dẫn đạo linh thể rồi nói. Tuy làm vậy có chút hung ác, nhưng dù sao vũ trụ tàn khốc, đây là cách sinh tồn. Tổng ra so chờ với Vân Ẩn Tinh Hồn tích lũy đủ lực lượng phản công là muốn tốt. Diệp Thần không có ý lạm sát, đã là phi thường nhân từ. Nếu đổi thành người khác, giờ phút này sớm đã giết thành máu thành sông. Không, đối với bọn hắn hùng ác thêm một điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Thiên Nguyên Tinh ta khi dễ. Ánh mắt Diệp Thần hướng phương hướng Vân Ẩn Tinh Chủ đào quét tới. Bên kia chỉ còn lại có một cái thị thần thập trọng, còn có mấy cái chiến hoàng không bị khống chế. Thị thần thập trọng kia tờ hồ có điểm thần phận bộ sáng. Diệp Thần đang muốn để cho nhóm thị thần thủ hạ nhanh lên, đột nhiên cảm ứng trong tinh không xa xôi một cái chiến hoàng lâu thiền hướng thị Vân Ẩn Tinh nhanh chóng tiếp cận. Ý niệm mà linh thần hạm dung hợp có thể cảm ứng khoảng cách phi thường xa. Rốt cuộc tới rồi sao? Diệp Thần thấp giọng nói, ánh mắt từ phương xa bằng hẳn như sương. Vèo một tiếng, chiếc thiên hà lâu thuyền xuất hiện ở bầu trời Vân Ẩn Tinh. Từng đạo ý niệm ịt trong thiên hà lâu thuyền thấu ra, tất cả là cao vị tinh chủ cấp, lại chừng 6 cái. Lòng Diệp Thần nghiêm nghị, tại sao có nhiều cao vị tinh chủ thế vậy? Diệp Thần không biết là vì truy tra Thanh Vũ chết, Vân Ẩn Tinh chủ vận dụng nhiều quan hệ, thậm chí huy động 5 cao vị tinh chủ khác của Thanh Nguyên Tinh Khu, khiến các cao vị tinh chủ này phái vận đồng thị thần cùng chiến hoàng giúp hắn truy tra thủ phạm đánh chết Thanh Vũ. Lúc này đây, Vân Ẩn Tinh chủ đem 5 cái cao vị tinh chủ mời về Vân Ẩn Tinh, chính là hào hào mở tiệc chiêu đãi mấy cái vị tinh chủ. Xong khi hắn trở lại Vân Ẩn Tinh, phát hiện ra bầu trời Vân Ẩn Tinh dùng một chiếc ma linh thần hạm. Thần ma linh thần hạm cực đại lóe sáng bóng người. Đây là chuyện gì? Vân Ẩn Tinh chủ quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên là suy đoán, chẳng lẽ chí cường giả nào kiếm tới Vân Ẩn Tinh. Làm cái cao vị tinh chủ khác hai mặt nhìn nhau không rõ ràng lắm. Vân Ẩn Tinh thế nào là dừng một cái chiếc ma linh thần hạm? Nhớ rõ lần đầu thời điểm chứng kiến ma linh thần hạm là ở Thiên Hà Tinh Vực Tinh Chủ Đại Hội. Đó là mấy cái vị trí cường trí tôn liên minh tổ chức. Bắn xa xa từng gặp một chiếc ma linh thần hạm lơ lửng ở hư không. Lúc ấy bọn hắn chỉ là thoáng qua. Bộ dáng ma linh thần hạm kia thật sâu khắc trong óc bọn hắn, rốt cuộc không cách nào xóa đi. Mỗi một chiếc ma linh thần hạm đều đại biểu tượng trưng cho cự lượng tài phú cùng địa vị cao thượng. Trừ một ít chí cường giả khống chế lấy siêu cấp thế lực, nên bình thường căn bản mua không nổi ma linh thần hạm. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì bọn họ thấy ma linh thần hạm liền liên tưởng tới chí cường giả. Hơn nữa, trên trước ma linh thần hạm này đứng sừng sững 10 ngọn tử quang ma tháp, làm cho hắn kinh hồn táng đạm. Nhị cấp tử quang ma tháp tuy không đủ một kích đuổi giết bọn chúng những cao vị tinh chủ, nhưng uy lực không thể khinh thường. Một chiếc ma linh thần hạm rõ ràng ở đây xuất hiện vì sao mà tới. 6 cao vị tinh chủ ánh mắt quét về Vân Ẩn Tinh chủ đảo xa xa, đã thấy hơn 100 thị thần mặc áo đen,
đem người bọn phòng mình vây ở bên cạnh. Những cái vân ẩn tinh thị thần cùng chiến hoàng kia trên mặt đất dầm di, cả đám đều bị phế sạch tu vị. Sau đó trên thân bị hạ bí pháp phong ấn tu vị. Bảy con trai vân ẩn tinh chủ thiếu hai cái không có mặt, chỉ có Nguyễn Phong Minh không có bị phế sạch tu vị. Nhìn những cái áo đen, bất kể là vân ẩn tinh chủ hay năm vị cao vị tinh chủ, thời điểm nội tâm sợ hãi lại là hắc vân chiến giáp, hơn nữa có đến 100 bộ. Phải biết rằng hắc vân chiến giáp này tùy tiện mấy bộ đủ để cho bọn hắn tán ra bại sản. Rốt cuộc là ai rõ ràng có tài lực hùng hậu như thế? Bọn hắn nhìn Ma Linh thần hạm, nguyên một đám thần sắc cung kính sợ hãi, không biết rốt cuộc là nhân vật thần bí nào đến vân ẩn tinh. Hơn nữa vị nhân vật thần bí này cùng vân ẩn tinh bộ dáng có chút ân oán, nên vân ẩn tinh thị thần cùng chiến hoàng giày vò đến thảm như vậy. Ý niệm bọn hắn không cách nào xuyên thấu Ma Linh thần hạm, dù có thể xuyên thấu bọn hắn cũng không dám nhìn. Năm cái cao vị tinh chủ bị mời tới, nội tâm là lầm bầm, sớm biết như vậy bọn hắn là không tới vân ẩn tinh. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới vân ẩn tinh chủ đắc tội nhân vật khó lường như vậy. Vạn nhất vị trí cường giả này giận lây sang bọn hắn một cái cũng đừng mong đi ra khỏi vân ẩn tinh. Mà lúc này vân ẩn tinh chủ cũng là sợ hãi sầu lo không thôi. Thế nào nghĩ không thông, chính mình đi đắc tội một cái trí cường giả, nhìn con của mình cùng thị thần chiến hoàng vân ẩn tinh bên dưới phế sạch tu vị. Hắn căn bản không một tia chống lại chi tâm, ngoại trừ hoàng sợ hắn chỉ hận mình thế nào là sớm trở lại. Ở trên vân ẩn tinh chủ đảo, Phong Minh mắt thấy phiền muộn bị phế tu vị, chợt thấy vân ẩn tinh chủ trở lại thần sắc kích động vạn phần. Thời dịp xung quanh những thị thần thiên nguyên tinh mặc hắc vân chiến giáp chưa chú ý, hắn đột nhiên nhảy lên hướng phía không trung nhanh lao đi. Phụ thân là thiên nguyên tinh, Phong Minh lớn tiếng kêu, hướng thiên hà lô thuyền bay vút. Ở hắn xem ra những tử mà quang tháp này căn bản không làm gì được phụ thân hắn. Phụ thân hắn trở lại, vậy hắn có lẽ an toàn. Đúng lúc này một đạo tia sáng màu đen khủng bố thẳng tới, oanh một tiếng đánh trúng Phong Minh. Phong Minh im bặt mà dừng, thân thể ở trong chùm sáng bị thiêu đốt, hai cốt cũng không còn. Mắt thấy con của mình trước mặt bị giết, lòng vẫn ẩn tinh chủ có chút run rẩy, lại không có dấu hiệu bạo đi chút nào, chỉ đối với Ma Linh thần hạm chắp tay, thần thái cung kính dị thường. Không biết các hạ là vị trí cương giả nào, đến vân ẩn tinh ta muốn làm gì? Các hạ đã giết nhiều thị thần cùng chiến hoàng vân ẩn tinh ta như thế, dù chúng ta có chỗ đắc tội cũng thỉnh các hạ rộng lòng tha thứ, chúng ta vô tâm. Hạ Vũ Điền, người không quên ta chứ? Ta chính là thiên nguyên tinh Diệp Thần, vừa rồi ta giết con ngươi, người rõ ràng là xin ta nguôi giận. Người cái tinh chủ này thực sự uất ức, hôm nay ta tới vân ẩn tinh các người là đòi lỡ rồi. Diệp Thần đùa cợt cười to, đối với vân ẩn tinh chủ tràn đầy xem thường. Vân ẩn tinh chủ cho rằng người trong Ma Linh thần hạo là trí cường giả, mặc dù con ruột bị giết rõ ràng cũng rút lui, thực sự là không có cốt khí. Diệp Thần minh bạch, dù hắn không tự báo thân phận, vân ẩn tinh hồn cũng nói ra không bằng thản nhiên là một hồi. Là ngươi? Vân ẩn tinh chủ sắc mặt đột biến, quắc mắt nhìn chừng chừng, nghĩ tới vừa rồi Phong Minh bị tử quang ma tháp đuổi giết, lòng hắn run rẩy thoáng qua lớn tiếng. Người rõ ràng dám đến vân ẩn tinh ta. Vân ẩn tinh chủ nghĩ mãi không rõ, dùng thực lực Diệp Thần, tài lực thiên nguyên tinh thế nào là tới Ma Linh thần hạm, tử quang ma tháp cùng nhiều hắc vân chiến giáp như vậy. Ta thế nào không dám tới? Vũ Điện, hôm nay ta tới đây là giết ngươi. Diệp Thần quát lạnh. Vân ẩn tinh chủ thân sắc âm trầm tới cực điểm, dùng lực lượng một mình hắn sợ rằng không cách nào công phá Ma Linh thần hạm. Hắn nhìn thoáng qua năm cái cao vị tinh chủ bên cạnh, chắp tay nói: Y Lê huynh, Vân Bằng huynh, Quang Diệu huynh, Chu Hâm huynh, Tử Xuân muội muội, 6 người chúng ta cùng một chữa, hợp lực giết hắn, chiếm Ma Linh thần hạm của hắn. Do năm vị các ngươi chia đều thế nào? Nghe Vân ẩn tinh chủ nói, năm vị tinh chủ kia hai mặt nhìn nhau, có chút chần chờ bất định. Nếu muốn đoạt Ma Linh thần hạm, nhất định là phóng thích ý niệm tấn công Ma Linh thần hạm. Làm vậy vẫn là tương đối nguy hiểm, đương nhiên cũng có khả năng thành công nhất định. Tuy ngấp nghé Ma Linh thần hạm, bọn hắn cũng không dám mạo muội hành động. Nội tâm tâm thần bất định, lo lắng vạn nhất chọc người không nên dây vào cái kia thì phiền toái. Ánh mắt Diệp Thần nhìn về phía năm cái cao vị tinh chủ, hừ lạnh một tiếng nói: Mấy vị cũng muốn tham chiến sao? Nếu như các người cũng muốn tham chiến, ta đây liền đem chư vị cùng nhau diệt sát. Nếu các người muốn kiến thức uy lực Ma Linh thần hạm của sư phụ ta, cũng có thể lên thử một lần. Đừng nghe hắn nói vậy, bất quá hắn là một cái dị thần, có cái gì mà sư phó? Vân ẩn tinh chủ tranh thủ thời gian phản bác, nhưng trên mặt nằm cái tinh chủ kia nghi kỵ trí sắc càng sâu. Nếu Diệp Thần không có một cái chỗ dựa cương đại, chỉ là thị thần bình thường, chiếc Ma Linh thần hạm này từ đâu tới?
phía trên trăm cái thị thần bên người Hắc Vân Sáu Trang là từ đâu đến? Đây chính là ma linh thần hạm cùng Hắc Vân Sáu Trang, sau lưng đại biểu cho rất nhiều đồ vật. Cho dù Diệp Thần tự mình nói cho bọn hắn biết, hắn chỉ là từ Thiên Nguyên Tinh tới, không có chỗ dựa, những cao vị tinh chủ này cũng không tin tưởng. Chỉ là một cái bộ Hắc Vân chiến sắp cũng là làm cho những cái tinh chủ này cầu còn không được, huống chỉ trên trăm bộ. Nếu không có tài phú cùng quyền thế nghịch thiên, ai sẽ trang bị cho thủ hạ Hắc Vân chiến giáp? Chứng kiến năm cái cao vị tinh chủ nguyên một đám chân chưa bất định, Vân ẩn tinh chủ nóng nảy, dùng lực lượng một mình hắn sợ căn bản không oanh ra được ma linh thần hạm. Dùng ý niệm oanh mở ma linh thần hạm bất quá là phán đoán Vân ẩn tinh chủ mà thôi. Đừng nói Vân ẩn tinh chủ, dù 6 cái cao vị tinh chủ cùng một chỗ cũng đừng mơ tưởng dùng ý niệm hoặc là dựa vào thân thể oanh mở ma linh thần hạm. Không nói cao vị tinh chủ, dù thiên vị tinh chủ cũng rất khó. Đây chính là ma linh thần hạ mà trí cường giả mới có thể hưởng dụng. Phân ẩn tinh chủ muốn động thủ lại không dám. Xung quanh bộ giám làm cái cao vị tinh chủ kia cũng là không quá ủng hộ hắn. Thấy một màn như vậy, nội tâm Diệp Thần có cân nhắc. Nếu phân ẩn tinh chủ loại này kết giao, đoán chừng cũng là một đám bằng cậu hữu mà thôi. Muốn đối phó những người này thật quá đơn giản, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Nếu như các người không muốn cùng phân ẩn tinh chủ chết chung, vậy thì hắn phân rõ giới hạn, sự tình hôm nay ta không truy cứu. Nghe Diệp Thần nói, nội tâm Vân ẩn tinh chủ cả kinh, bày lên cái tia dự cảm bất hảo. Chỉ thấy Diệp Thần dứt lời, năm cao vị tinh chủ y lệ nhanh chóng tối lui cùng Vân ẩn tinh chủ bảo trì khoảng cách nhất định. Y lệ cười xấu hổ đối với ma linh thần hạ chắp tay nói, các hạ không nên hiểu lầm, ta cùng Vân ẩn tinh chủ này không có giao tình, bất quá bị án mời tới uống rượu, nếu như biết rõ đắc tội các hạ, ta thế nào cũng không tới. Đúng vậy à, các hạ cùng Vân ẩn tinh chủ ở giữa án oán, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay. Một viên phân bằng tinh chủ lịnh nọt cười. Ba cái tinh chủ khác vội vàng gật đầu cùng Vân ẩn tinh chủ bỏ ngay liên quan. Chúng ta cùng Vân ẩn tinh chủ không có bất cứ quan hệ, các hạ vạn lần không hiểu lầm. Ngày năm cái cao vị tinh chủ nói vậy, Vân ẩn tinh chủ cảm giác trước mắt biến thành cái màu đen muốn gấp nổ. Các ngươi, Vân ẩn tinh chủ chỉ vào năm cái cao vị tinh chủ, ngón tay run nhẹ nhẹ mắng to. Các người đám tiểu nhân vào ngần phụ nghĩa, thật là một cái đám bạch nhãn nang. Vũ Điền, lời này người liền không đúng. Chúng ta thế nào là vào ngần phụ nghĩa? Người đối chúng ta có ân nghĩa gì? Y Lê tình chủ đùa cợt. Hừ, đừng nói người đối với chúng ta không có bất kỳ ân nghĩa. Dù có chúng ta cũng sẽ không cùng cái bậc tiểu nhân này làm bạn. Đừng đem chúng ta nói gần như vậy. Vân bằng tinh chủ vẻ mặt chính khí đại nghĩa nói. Chúng ta sớm đem người nhìn thấu. Người này ích kỷ sợ chết, gặp cường giả ngay cả con ruột bị giết, người ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Ta không tin nếu như thời điểm chúng ta gặp nguy hiểm người ra tay. Đúng vậy, nhưng người cái loại thế hệ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa này, đừng có bày ra một cái bộ hùng sư vấn tội. Chúng ta không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Tử Xuân tinh chủ dịu dàng nói, mặt xinh đẹp mang lên thần sắc xem thường. Cách làm người của người để cho chúng ta chơ chẽn, nhưng người loại người này liền bị phanh thây xé xác. Nằm cái cao vị tinh chủ nhào nhào đối với Vân ẩn tinh chủ mà miệng châm chọc đều là khinh thường tới làm bạn. Vân ẩn bị chửi tới máu chó rối đầu. Hắn thân là tinh chủ chưa từng bị người ta nhục mạ như thế. Tức giận hai lỗ tai bừng đỏ, ngay cả con mắt cũng đỏ, hiển nhiên là khí nộ cực điểm. Diệp Thần đứng trong ma linh thần hạm nhìn cái trò khôi hài này, không nghĩ tới mình chưa có ra tay bọn hắn à. Chó cắn chó trước cắn lên. Mấy vị tinh chủ đại nhân quả nhìn anh mình hiền ngang lẫm liệt. Không bằng như vậy, nếu mấy vị tinh chủ đại nhân giúp ta tu tập Vân ẩn tinh chủ, ta liền đem tất cả tài phú Vân ẩn tinh phân cho chư vị, thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười nói. Nghe Diệp Thần nói, làm cái cao vị tinh chủ có mắt lập tức phát sáng, lóe ánh hào quang sâu kín. Đây chính là tài phú toàn bộ Vân ẩn tinh. Dù sao Vân ẩn tinh chủ đắc tội người không nên đắc tội, tất nhiên phải chết, còn không bằng tiện nghi bọn hắn. Lòng ý nghĩ này bọn hắn khó có thể ức chế. Chứng kiến những cái hảo hữu ngày xưa nghe được Diệp Thần nói xong, cả đám là dục dịch. Vân ẩn tinh chủ không khỏi sinh ra cái cảm giác bi thương. Lúc này đây hắn là thấm thiết cảm nhận được từ vị bị người ta phản bội. Nhìn cái bộ dáng Vân ẩn tinh chủ vừa sợ vừa giận, nội tâm Diệp Thần thoải mái không thôi. Nếu có năm cái cao vị tinh chủ nguyện lòng động thủ, thật ra hắn giảm bớt chút ít phiền toái. Cũng không phải tất cả tinh chủ đều như vậy. Ở trong Vĩnh Hằng Thần Quốc, tuyệt đại bộ phận tinh chủ tương đối chính nghĩa, bất quá ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bày phân. Cùng với Vân ẩn đi đến một chỗ căn bản không có phải chỗ tốt. Đôi mắt Vân ẩn tinh chủ hiện một cái đạo hào quang ngoan lệ, hướng ma linh thần hạm xa xa nhìn qua. Giờ phút này hắn tống hận nhất vẫn là Diệp Thần.
Người điên rồi. Phát hàn tinh chủ nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Cũng vậy thôi. Diệp Thần nhếch miệng một cái tia cười lạnh đáp lại. Diệp Thần nhìn mấy cái phía cao vị tinh chủ nói. Kính xin mấy vị tinh chủ làm thay. Nếu xếp vân ẩn, ta nhớ kỹ mấy hôm nay làm hết thảy sẽ chuẩn bị một cái phần hậu lễ đưa đến cho tinh thể chư vị. Nghe Diệp Thần nói, mấy cái cao vị tinh chủ nhào nhào hòa cùng. Các hạ khách khí, chúng ta đây là điều phải lên làm. Vũ Điền, ngươi tuyệt đối đánh bất quá cùng năm người chúng ta vẫn là bó tay chịu trói. Y Lê tinh chủ ngạo nghễ nói. Đánh không lại các người vậy cũng chưa chắc. Vân ẩn tinh chủ hư một tiếng, ánh mắt điền cuồng nói. Đừng quên đây là khu vực vân ẩn tinh ta. Các người nếu rút đi, ta không chừng để cho các người một cái mạng. Nếu không nổi, đừng trách ta trở mặt. Các mạng nhỏ của các người đều đã giao ở đây. Ánh mắt bọn Y Lê tinh chủ lóe một cái. Trên vân ẩn tinh chủ có tinh hồn ủng hộ, xác thực so với bình thường khó đối phó hơn. Không biết vân ẩn tinh chủ thủ đoạn xấu giếm gì. Vân ẩn tinh hồn bất quá là cái nguyễn đàn mà thôi. Vũ Điển, người hù dọa ai? Diệp Thần quát khẽ nói. Chư vị tinh chủ không cần lo lắng, có tử quang ma tháp của ta tương trợ, các người chờ chết Vũ Điển dễ dàng. Bọn Y Lê tinh chủ nhìn nhau, hiện tại tên đã trên dây không phát không được. Giết! Y Lê tinh chủ nói xong, năm cái cao vị tinh chủ thả hướng vân ẩn tinh chủ chụp một cái. Một đám tiểu nhân! Vân ẩn tinh chủ tức giận mắng lấy xông tới. Lục đạo thân ảnh giao thoa tung hoành ở bầu trời đánh thành một đoàn. Kình khí lưu bắn, hư không vỡ vụn, đạo đạo thời không đạo văn chỉ được tản mạn khắp nơi, nhưng muốn đem những cái thứ này toàn bộ liệt. Vân ẩn tinh chủ độc chiếm năm cái cao vị tinh chủ. Tuy thực lực vân ẩn tinh chủ vô cùng cao minh, nhưng bị năm người vây công rất nhanh là muốn kiên trì không nổi. Vân ẩn tinh chủ ở trong cao vị tinh chủ được là đỉnh tiêm, nhưng mà muốn đánh bại năm cái cao vị tinh chủ vẫn là kém nhiều. Bành một tiếng, ngực vân ẩn tinh chủ trúng một trường, miệng tràn một tia máu tươi, lảo đảo té ngã ra ngoài. Các người ngoan độc! Vân ẩn tinh chủ ác độc nhìn phía Y Lê tinh chủ, một trường này đúng là do Y Lê tinh chủ ban tặng. Vũ Điền, cái này không thể trách chúng ta, đây là người tự làm tự chịu. Y Lê tinh chủ hừ nhẹ nói. Ta muốn các người toàn bộ đi chết! Vân ẩn tinh chủ tóc tai bù xù giống như là điên cuồng, lớn tiếng gào thét, thanh âm chấn đắc toàn bộ vân ẩn tinh, mắt biểu hiện phập phồng bất định. Tinh hồn đại nhân, thỉnh đem tinh hạch chi lực bàn thưởng cho ta. Vũ Điển nguyện vì ngày liều chết chiến một trận. Thoại âm Vũ Điển rơi xuống, toàn bộ vân ẩn tinh gió nổi mây phun, sóng biển ngập trời. Một cỗ lực lượng thần bí từ tứ phương tám hướng hướng vân ẩn tinh chủ hội tụ, khí tức trên thân vân ẩn tinh chủ càng ngày càng mạnh, hóa thành một đạo quang cầu nóng bỏng trên bầu trời, hào quang vạn trượng. Đây là chuyện gì? Tử Xuân tinh chủ thời gian dùng tay che chắn hào quang chói mắt có chút bối rối. Tinh hồn bí pháp di hòa tiếp mộc chi thuật, tinh hồn đang đem cái phần lực lượng tinh hạch chuyển rời đến trên người vân ẩn. Y Lê tinh chủ bỗng kinh hãi nói. Diệp Thần đứng trong ma linh thần hạm, hướng xa xa nhìn, khí tức trên thân vân ẩn tinh chủ nhanh chóng kéo lên, quanh thân khí tức lồng đậm vờn quanh, cả người phảng phất như là hùng hục tiêu đốt. Tinh hồn bí pháp di hòa tiếp mộc chi thuật, bộ dáng rất cương đại. Ánh mắt Diệp Thần thầm tí nhìn vân ẩn tinh chủ xa xa. Người nghĩ đạt được một chút lực lượng như vậy, không bằng ta cũng tiễn ngươi một ít. Mười ngọn tử quang tháp trên ma linh thần hạm rất nhiều tỏa sáng phù văn phiền phức, cực tốc diễn hóa từng đạo năng lượng khủng bố, giật tán từng quả quang cầu màu đen. Đỉnh ngọn tháp co lại ma thành, rầm rầm, mười đạo tia sáng màu đen đồng thời đánh ra, ở giữa không trung hội tụ một cái nhúm hắc quang vô cùng tráng kiện, thẳng tắp hướng vào ẩn tinh chủ oanh cứ. Oanh một tiếng nổ vang, tựa như kinh thiên chi lôi, chấn đắc quả vân ẩn tinh đều là rung rung. Trên bầu trời mây mù trở mình, mặt ngoài tinh thể sóng biển ngập trời, cột sáng màu đen oanh kích trên người vân ẩn tinh chủ, quanh thân vân ẩn tinh chủ còn là tràn ngập tinh hạch chi lực màu trắng, cả người gục bay ra ngoài, hòa hòa cuồng ói máu đen, toàn thân hắn hơi nước, thân thể bỏng thành cho bụi vô cùng thê thảm. Vân ẩn tinh hồn đang quán thấu lực lượng cho vân ẩn tinh chủ là tinh hạch chi lực thuần khiết, người thường căn bản không cách nào tới gần, nếu không có thể là bị bỏng thành cho tàn. Nhưng mà tử quang ma tháp của Diệp Thần phóng thích tử quang lại là ẩn chứa tử khí mãnh liệt. Cái tử khí này oanh kích tiến vào nội thể vân ẩn tinh chủ, lập tức tạo ra thương thế nghiêm trọng cho vân ẩn tinh chủ. Hai chủng năng lượng ở thể nội bốc lên xung đột, làm
thể nội vẫn ẩn tinh chủ ruột gan đứt từng khúc, kinh mạch vỡ vụn. Hơn nữa, cái cỗ tử khí này là không ngừng ăn mòn lấy nhục thể hắn. Vân ẩn tinh chủ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thanh âm thê lương tới cực điểm. Hắn cơ hồ cũng bị giận điên, kém chút nữa là hắn có thể trong thời gian ngắn có thực lực cực kỳ cường hãn, sau đó đè mấy cái cào vị tinh chủ tiêu diệt, lại là chậm rãi đối phó Diệp Thần. Hắn nghĩ dù tốt nhưng mà Diệp Thần thế nào là cho hắn cơ hội. Toàn thân Vân ẩn tinh chủ tản ra cái hương vị khét lẹt, làn da huyết hồng, bộ lông trên người bị đốt trụi, ngực sụp đổ, muốn bao nhiêu bị thảm có bấy nhiêu. Tuy nhị cấp tử quang ma tháp không cách nào đem cao vị tinh chủ một kích tiêu diệt, nhưng mà 10 ngọn nhị cấp tử quang ma tháp đồng loạt oanh kích đủ để hắn trọng thương. Chứng kiến Vũ Điển trúng 10 ngọn tử quang ma tháp một kích bi thảm, cả bọn y lê tinh chủ không khỏi lồng tóc dựng đứng, phía sau lưng lạnh người quá thảm rồi. May mắn bị tử quang ma tháp đánh trúng không phải bọn hắn. Ngẫm lại Vân ẩn tinh chủ thực là ngư bức, làm sao lại chiêu chọc một cái người như vậy. Vân ẩn tinh chủ thả người bay vút chạy như điên, bản thân bị trọng thương hắn là vô tâm ham chiến. Chứng kiến Vân ẩn tinh chủ hướng xa xa chạy, Diệp Thần hư một tiếng nói: muốn chạy, ta ngược lại là muốn nhìn người rốt cuộc chạy hay là màn linh thần hạm của ta nhanh. Diệp Thần ý niệm khẽ động, veo một tiếng, mà linh thần hạm mở ra xuyên qua không gian thời gian, lập tức xuất hiện trước Vân ẩn tinh chủ. Tử quang ma tháp lần nữa vận chuyển, từng đạo tia sáng màu đen khủng bố vạch trời, rầm rầm rầm. Một cái đạo lại một đạo màu đen oanh cứ lên trên người Vân ẩn tinh chủ, một mùi khét lẹt nồng đậm từ Vân ẩn tinh chủ bay ra. Mặt mũi người khá lớn rồi, rõ ràng cho ta mở ra xuyên qua không gian và thời gian đối phó ngươi. Diệp Thần ý niệm khẽ động, mấy ngọn tử quang ma tháp toàn bộ oanh kích một vòng. Vân ẩn tinh chủ bị oanh đến toàn bộ thành một cái đống than đen, thế nhưng hắn còn đang không ngừng bỏ mạng chạy trốn, hoàn toàn không quan tâm. Mà linh thần hạm không ngừng tiến hành xuyên qua không gian và thời gian, tựa như u linh thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh Vân ẩn tinh chủ. Tinh thần hạch tâm bên trong tử quang ma tháp không ngừng thiêu đốt, đã chuẩn bị tiến hành vòng oanh kích thứ ba. Vân ẩn tinh chủ muốn khóc cũng là có, mặc kệ hắn chạy thế nào là tốc độ hắn so ra kém với ma linh thần hạm, hắn còn chạy đi đâu. Chương 1262, Van xin ngài phần 2. Trên Vân ẩn tinh căn bản không có bất luận chỗ nào ẩn thân cho hắn. Tuy tử quang của tử quang ma tháp còn không cách nào thoáng cái oanh hắn đến thần hồn câu diệt, nhưng mỗi lần oanh kích đều là tăng thêm thương thế cho hắn. Ta liều mạng với ngươi. Vân ẩn tinh chủ quát đột nhiên bạo hướng ma linh thần hạm nhào tới, một cái trưởng oanh kích ma linh thần hạm. Oanh một tiếng vang thật lớn, một hồi gợn sóng quách thán. Vân ẩn tinh chủ công kích chẳng những không có công phá ma linh thần hạm, ngược lại là bên ngoài ma linh thần hạm bố trí trận ấn bắn ra ngoài. Ầm ầm, lại là từng đạo tia sáng vạch phá bầu trời hoành kích trên thân Vân ẩn tinh chủ. Ta hận! Vân ẩn tinh chủ phiền muộn giống to, giận dữ công tâm lại muốn nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Sớm biết hôm nay lúc trước hắn nên đem Diệp Thần giết chết, hận là nào ra tay đem thiên nguyên tinh tiêu diệt, mà bây giờ hối hận là không kịp. Vân ẩn tinh hồn xuất hiện trên bầu trời xa xa, hắn hoàn toàn nghĩ không tới Vũ Điển rõ ràng không dùng được. Theo lý thuyết, dùng thực lực Vũ Điển tăng thêm quán cung cấp tinh hạch chi lực, dù không đánh lại cũng không dễ bị thua như vậy mới đúng. Nhưng Vân ẩn tinh chủ kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Hơn ngàn năm qua Vân ẩn tinh chủ không trải qua một lần đại chiến, khả năng chiến đấu sớm đã thái hóa. Dù dung hợp tinh hạch chi lực là vô địch, đánh giá thấp thực lực của nhị cấp tử quang ma tháp. Phế vật! Vân ẩn tinh hồn mắng một tiếng, nhìn xa xa tức giận. Các người đủ chưa? Nếu các người lại không rời đi, đừng trách ta không cách khí. Chứng kiến Vân ẩn tinh hồn xuất hiện, năm cái cao vị tinh chủ chuẩn bị vây lên đánh, cho mù đường lập tức có chút chần chừ. Vân ẩn tinh hồn đại nhân bớt giận, một hồi sẽ qua thôi, ngày chờ một chốc. Diệp Thần cười to, từ quang ma tháp trên ma linh thần hạm lần nữa tụ năng lượng, một đạo tia sáng màu đen ầm ầm hướng Vân ẩn tinh hồn kích bắn. Oanh một tiếng, đạo tử quang xuyên thấu thân thể Vân ẩn tinh hồn, lại không có đối với Vân ẩn tinh hồn tạo ra thương tổn. Diệp Thần nhíu mày thoáng qua, Vân ẩn tinh hồn là không có thật thể, ngay cả tử quang ma tháp oanh giết không được. Vân ẩn tinh hồn thấy Diệp Thần rõ ràng thúc giục tử quang ma tháp oanh hắn, hắn lập tức tức giận nồng tóc dựng đứng. Tức chết ta rồi, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Vân ẩn tinh hồn cuồng loạn gào thét. Thật xin lỗi, Vân ẩn tinh hồn đại nhân vừa rồi là đánh chật rồi. Diệp Thần vẻ mặt vô tội nói, lòng nghĩ lấy có biện pháp nào đối phó với Vân ẩn tinh hồn. Nghĩ
Muốn đối phó với Vân Ẩn Tinh hồn là trước tiên đem Vân Ẩn Tinh chủ tiêu diệt rồi nói sau. Đợi ta trước thu thập cái tên ngốc Vân Ẩn Tinh chủ này, lại hướng Tinh hồn đại nhân xin lỗi. Ngươi, ngươi! Vân Ẩn Tinh hồn bị tức tới độ sắp phát nổ, hắn phẫn nộ bạo giống toàn bộ Vân Ẩn Tinh, lập tức mây đen rậm rạp, sắc trời tối sầm, bầu trời sấm sét trận trận, không khí ngưng trệ. Tinh hồn chi vực, bọn Y Lê Tinh chủ sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ Vân Ẩn Tinh chủ bị chọc giận, chuẩn bị tự bạo tinh hạch? Nếu Vân Ẩn Tinh hồn tự bạo tinh hạch, bọn hắn là một cái cũng chạy không được. Tinh hồn đại nhân xin bớt giận. Y Lê Tinh chủ tranh thủ thời gian cúi đầu nhận lỗi, vẻ mặt sợ hãi. Tinh hồn đại nhân, chúng ta cam đoan không đối với Vân Ẩn Tinh chủ động thủ, kính xin Tinh hồn đại nhân đình chỉ phóng thích tinh hồn chi vực. Bọn Vân Bằng sắc mặt bối rối không thôi. Diệp Thần bên trong Ma Linh Thần Hạp thì khẽ cười. Tinh hồn đại nhân muốn tự bạo tinh hạch sao? Từ nhỏ tới lớn ta chưa thấy qua tinh hạch tự bạo, hôm nay có thể thêm kiến thức. Diệp Thần vừa nói, từ quang ma tháp trên Ma Linh Thần Hạp càng không ngừng kích bắn từng đạo ánh sáng. Rầm rầm, Vân Ẩn Tinh chủ bị đốt trọi thành than đen, vẫn còn bị tử quang ma tháp không ngừng tra đạp lấy, kêu thảm thiết liên tục, nghe đến mọi người đau cả răng. Hạ vị tinh chủ chịu lên tử quang ma tháp một hai lần oanh kích là bị quái diệt, mà cao vị tinh chủ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng lúc này Vân Ẩn Tinh chủ là tình nguyện lập tức chết mất. Không ngừng bị tử quang oanh kích là một loại cực kỳ bi thảm khó hình dung. Vân Ẩn Tinh hồn tức giận đến toàn thân phát run. Người người cự nhiên là không đem ta vào mắt như thế. Vân Ẩn Tinh hồn chỉ vào Ma Linh Thần Hạ mắng to. Một nhân loại đệ tam chủng tộc rõ ràng không đem hắn đường đường tinh hồn vào mắt. Hắn đã vào biên giới bạo tạc, cả người đều là bao phủ bên trong đạo đạo lôi đỉnh, thoạt nhìn uy thế kinh người. Tinh hồn đại nhân xin bớt giận a. Tinh hồn đại nhân, ngài nhất định phải là tỉnh táo. Bọn Y Lê Tinh chủ sợ cho Vân Ẩn Tinh hồn một cái cảm xúc không khống chế được, tự bạo tinh hạch, nhào nhào tới khuyên giải. Lại nghe lúc này thanh âm Diệp Thần không mặn không nhạt nói, tinh hồn đại nhân lộ đi, xin lỗi, không tiễn. Ngươi, ngươi! Vân Ẩn Tinh hồn chỉ vào Ma Linh Thần Hạp, tay không ngừng run lên, nói không ra lời. Tinh hồn đại nhân, ngài nhất định phải tỉnh táo. Vì hàng tỷ sinh linh Vân Ẩn Tinh, ngài ngàn vạn lần không muốn làm chuyện điên rồ a. Bọn Y Đề Tinh chủ không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngàn vạn lần không thể tự bạo tinh hạch, thanh âm Diệp Thần lần nữa ung dung chuyển tới. Tinh hồn đại nhân, không cần chần chờ, tự bạo tinh hạch chỉ là thời gian nháy mắt. Bạch, ngài liền thăng thiên. Nói không chừng ngài có thể nghe được ở sâu trong Vĩnh Hằng Thần Quốc triệu hoán đây này. Lúc nói chuyện, tử quang ma tháp là không ngừng oanh kích Vân Ẩn Tinh chủ, bộ dáng không đem Vân Ẩn Tinh chủ oanh thành cặn bã thề không bỏ qua. Vân Ẩn Tinh hồn mặt là khí trắng, Diệp Thần thật quá ghê tởm, khinh người quá đáng. Nhưng mà bản thân Vân Ẩn Tinh hồn không có sức chiến đấu, Vân Ẩn Tinh chủ bị đánh thành khói than đen, không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn tự bạo tinh hạch cùng một đám đệ tam chủng tộc đồng quy vu tận? Cái kia không khỏi cũng không quá đáng. Hắn đường đường là tinh hồn cao quý. Vân Ẩn Tinh hồn nghĩ nghĩ, chậm rãi thu liếm tinh hồn chi vực, nhìn qua vũ điện đằng xa. Được rồi, cũng không quá đáng chết một cái tinh chủ, hắn có thể bồi dưỡng một cái khác. Nếu ngài không tự bạo tinh hạch, ngài là bọn hèn nhát, phế vật, nhuyễn đàn. Cầu xin ngài tự bạo tinh hạch. Diệp Thần lại nói vài câu châm chọc. Vân Ẩn Tinh hồn thoáng tỉnh táo, nghe được lời này của Diệp Thần, mặt lập tức trướng thành màu tím sậm, phẫn nộ gào rít nói, đừng cho là ta không dám tự bạo tinh hạch, lão tử liều mạng với ngươi.